làm giàu, tôi sẽ không là tôi ngày xưa nữa đâu. Quyết tâm lên nào. Ô kìa, mấy ông anh ơi, cho tôi hỏi mấy ông anh là ai vậy? Xin trân trọng giới thiệu với bọn em, nhóm anh là hội Tam Chí. Anh là Chí Lòng, tôi là Chí Phổi, tôi là Chí Vào Trường. Hội Tam Chí quyết chí làm ăn. Trời ơi, nghe tên của ba anh em thèm ăn cháo lòng quá à. Đúng mà em, đợt này hội tụi anh về tính về làng này mở quán cháo lòng đó, em nhớ tới ủng hộ nha. Hội Tam Chí quyết chí làm ăn. Yeah, vậy là từ nay chị em của chúng ta để ba quẩy mệt về có tiệm cháo để ăn rồi. Nhưng mà mấy ông anh ơi, cho em hỏi mấy ông anh từ đâu tới đây vậy? Mày bị điếc à? Ba thằng tao ra hát mày hỏi từ đâu ra nữa? À, tại vì mùi của mấy anh lạ quá cho nên em chưa có like ứng kịp. Like ứng là cái gì? Dạ like là thích, là thích ứng, thích đấy anh. À, anh hiểu rồi. Ủa mấy anh làm gì vậy? Tao đang thả mặt phẫn nộ đó. Anh kỳ quá, em hỏi mấy anh từ đâu tới rồi mà. Bọn anh mới ở trong ra. Ồ, mấy người này giống chị em mình nè, từ trong trứng chui ra. Mày điên hả? Ai nói mày trong trứng? À, vậy là mấy anh trong làng ra đúng không? Không phải. Ừ, không phải, à em biết rồi. Vậy là trong rừng? Không. Cũng không phải luôn, vậy trong đâu? Trong trại giáo dưỡng. Trời ơi chị em ơi, những người trong trại giáo dưỡng ra là những người mà ăn chơi quậy phá, đâm thê chém mướn. Lúc này đây, chúng ta cần phải bình tĩnh để chống lại, đuổi bọn người xấu này ra khỏi làng. Tiến lên. Đứng lại. Dạ mấy anh ơi, em nói cho anh nghe là mấy bạn nữ này là bằng mặt không bằng lòng, không chơi được. Bây giờ cho em vô nhóm đi. Em là ai mà muốn vô nhóm? Dạ không giấu gì anh, tên của em biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có. Ôi! Em thoại thôi, hạn chế hát lại nha em. Dạ em biết. Anh hỏi tên nhưng hỏi biệt danh. Nhóm anh là hội Tam Chí, em tên gì? Dạ em tên Tài. Rồi vô nhóm luôn, Chí Tài. Tên Tài nghe hài quá đi, từ nay em sẽ được làm CD Chí Tài rồi. Thôi được rồi, em tên gì kệ em. Nhưng mà em ở trong làng đúng không? Dạ. Em cho anh hỏi một câu được không? Câu gì anh? Em cho anh hỏi bé Lờ của anh bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa anh, nói về chị Lỡ là một câu chuyện hài hước trên một nền nhạc rất là vui. Từ khi anh ra đi, cái làng Vũ Đại của chúng ta được đổi tên thành làng Vũ Trường. Vũ Trường thì mọc lên như nấm, Vũ Nữ mọc lên như mụn, còn Vũ Hà thì em không biết. Em chỉ biết Vũ Trường nào cũng mở nhạc của trường Vũ. Còn chị Lỡ thì đã trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường. Cái gì? Trở thành gái bán hoa trong Vũ Trường là ơi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biến dậy, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiêm nhiên chiếm ngự hồn anh. Nào ơi, anh đến với em đây. Lady and gentlemen, Nguyễn Thị Lỡ in Sóc Sài Sóc Trăng. Quý vị ơi, hư gốc luôn rồi. Quý vị ơi, quý vị có muốn lên chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta lên thì sẽ lên. Em sẽ trình bày ca khúc để cho quý vị cùng lên nào. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhau dương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy, đêm tựa như lá me bay nên tình em trót dài. Dạ, dạ kẹo là em để đầy đủ rồi, cắn thoải mái nha. Bên đây kẹo dừa, kẹo bạc hà, kẹo chuối, đồ cắn cho đã. Bên đây kẹo me, kẹo mít, kẹo gì cũng có nha. Đá em để dưới kia nha, đập thoải mái. Đá cục, đá bào, đá bi rồi đó, mình đập thoải mái nha quý vị nha. Lên nữa không à? Lên. Dạ, để hòa về cái không khí bolero ngày hôm nay, em xin trình bày một cái tiết mục cũng na ná bolero, một cái tiết mục mà sẽ dễ đi vào lòng người. Và bây giờ tiết mục của em xin phép được bắt đầu. Muốn học máu rồi mà chưa? Quý vị ơi, đã không à? Tôi chưa. Trời ơi, sao quán mà đông vắng que vậy? Mọi người ơi, đừng bỏ em mà. Đã có chúng tôi. Ai vậy? Bà con cô bác ơi, cô ai thấy bé lò của tôi đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi với. Anh đã bao đêm âm thầm mong nhớ, ở bên nhau cho hạnh phúc em đêm. Em đã gây chi bao mối tình ngàn trái để tình trùng thuê, nay đành lỡ là. Thôi giật cô hồn hốt cái cây giật. Tôi không tới đây để giật cô hồn. Ăn xin đúng không? Không phải ăn xin. Chứ ăn gì? Ăn vạ. Mày đang giả tôi cho mày ăn dao. Bà cho tôi ăn dao, tôi cho bà ăn xếp. Mày tông dép cho mẹ ăn chuối. Tôi không ăn nữa. Vậy tao có chữa cho mày vừa nào. Bà thôi đi. Tôi không tới đây để làm cho bà có chữa. Vậy tới đây làm gì? Tôi tới đây để tìm bé lỡ. Cái gì? Tìm bé lỡ. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mặc niềm đau. Buông cái cơ thể tôi ra. Ê ê, bà Ngũ Vị Hương, cất cuộc bà nấu nồi nào. Em nấu nồi này. Tình cơ anh, em lỡ của anh nè. Em lỡ của anh nè. Em đúng là lỡ hả? Anh xin lỗi em, vì anh đi tù mà để em ở nhà thân gái dặm trường một mình gánh nước, cho nên cơ nó mới to thế này. Không có anh ơi, ở nhà mang bột mì để em bị xì nó phù thủng. Em lỡ của anh nè. Lỡ cháo trắng của anh. Cháo trắng mày điên hả? Cái gì lỡ cháo trắng? Thế em là lỡ gì? Tao lỡ mồm lông móng lỡ. Nhưng mà cái tên nó là dĩ vãng rồi. Bây giờ em là lỡ một cung đàn. Lỡ một cung đàn. phải chăng dòng đời là dòng vậy hoang trái. Nếu gì tình rồi được rồi, cho chồng chị thoại mấy đứa. Ê, mày đưa tao tới nhà vũ trường hả? Dạ tới cái vũ trường này đúng rồi, nhưng mà bây giờ chị lỡ chỉ là gái bán hoa, anh phải kêu là lỡ bán hoa chứ. Đúng rồi, lời của tao bây giờ đã là gái bán hoa. Lỡ bán hoa bây giờ này em đang ở đâu? Em đây. Tình ta gặp lại nhau dường như lâu lắm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian vừa qua anh đã để em ở nhà một mình vất vả. Nhưng mà em à, hôm nay anh đã về với em rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, kỷ tình bao năm qua em gói ghém thành kỷ niệm. Phải nắng còn ở đây. Làm gì vậy? Kệ bài đi em, mình về thôi. Đứng lại. Ở đây không phải là cái chợ Bà Triệu, muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Nếu mà muốn ra, hãy bước qua xác của mẹ. Mày muốn đi đúng không? Trả cho tao 800 triệu đây. Cái gì? Con mượn má có 80 triệu mà má. Heo còn đẻ huống gì tiền mày. Sao đó tao mày mượn tao 80 triệu bây giờ phải lên 800 triệu chứ, mày trả không? Bà thôi đi, bà quá đáng vừa thôi. Bà chưa biết tôi là ai đúng không? Mày là ai? Tôi là Chí Lòng. Mà hôm nay không chỉ có mình tôi mà con cả hội tam chí. Đúng. Mày có tam chí, tôi có tam tai chơi mày mày. Còn em nữa anh. Đúng rồi, bà có tam tai, tôi có hội tứ chí. Hội tứ chí đang sát khí. Nên đi. Mày có hội tứ chí, tao có hội tứ sắc. Sẽ bắt luôn cái hội tứ chí. Giang hồ đâu, hãy ra đây. Em đi trên có non mọc ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nắng lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo. Dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về. Ai vậy? Được phá quán chị ba? Là tao. Là mày. Ê! Kêu nó ra giải quyết vấn đề mà cứ hạ tối ngày cứ. Thôi! Tới đây để đánh lộn chứ tới đây đâu phải để. Chúng ta là một hội một thuyền. Có muốn chỉ thì hãy chỉ Gia Bảo. Hey. Quá xàm rồi. Để em. Nghe tao hỏi. Mì tên gì mi tên chi cho tao biết quý danh là gì. Mì tên gì mi tên chi cho tao biết quý danh là gì. Nói. Chí Lòng lò gạch. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chí Lòng lò gạch. Chí Lòng lò gạch. Tại sao cậu lại có cái tên là Chí Lòng lò gạch? Bởi vì ngay từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi cái lò gạch nên người ta gọi tôi là Chí Lòng lò gạch. Lò gạch nào? Gạch Đồng Tâm. (75/3/8). Tại sao bà biết? Mẹ nè con. Lòng mẹ bao la như đường dài đường xa. Thôi đây. Quay sổ số kiến thiết à? Mẹ làm như vậy để chứng minh cái tình yêu thương của mẹ dành cho con đó. Bây giờ mẹ có nói nhiều con vẫn không tin. Bây giờ mẹ sẽ mượn âm nhạc để quay trở ngược về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ cuốn dây đành lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Anh ơi, em đã trốn cha trốn mẹ ra đây đi gặp anh đó. Ừ anh ơi. Anh bớt nói nhiều đi kém sang, vô đây đi anh nha. Đến thay buồn tình chia ngang đôi đường. Suốt cuộc đời tôi tương lai giả lại thôi. Anh ơi, con giống anh quá nè, anh ẵm nó đi. Ôi, con giống em quá, em ẵm đi. Không, cái mặt nó giống anh hơn, anh ẵm nó đi. Cái cằm giống em nè, em ẵm đi. Anh ơi, anh. Trời ơi con ơi, cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Con cười mà em biết diễn làm sao luôn con. Lúc đó mẹ hoảng loạn lắm. Mẹ chơi vơi, mẹ như cánh én giữa bầu trời giông bão. Mẹ nhìn trước nhìn sau. Ô, và mẹ nhìn thấy đằng trước có một cái lò gạch. Mẹ liền ẵm con lại đó để cho con đỡ té nắng. Lúc này con mới... Con ơi, con nín đi nha con. Bây giờ mẹ sẽ ra trại bò sữa Long Thành mua sữa về cho con nha. Mẹ tung tăng một con điên chạy ra giữa đường quốc lộ. Lúc này bỗng nhiên mẹ không sao. Xe gì đục bà vậy? Xe cà lem. Lúc đó con mới... Con ơi, con khóc hoài mẹ chạy mệt lắm con nha. Con ở đây đi, mẹ mua sữa về cho con. Lúc này mẹ mới chạy ra giữa đường quốc lộ thì bỗng nhiên... Lúc này mẹ có sao thiệt. Xe gì đụng mẹ vậy? Xe lỗ tai, mẹ xe ngồi sướng quá nằm giữa đường quốc lộ, xe bắt chó lại hút mẹ đi. 3 ngày sau, mẹ chống chọi với bầy cuốn. Mẹ mới ra khỏi đó và mẹ tìm con thì hỡi ôi không còn gặp con ở đó nữa. Chuyện là như vậy đó con à. Bà ác lắm. Vì bà bỏ tôi như vậy tôi mới trở thành một đứa trẻ mồ côi, mới vướng thân vào vòng lao lý và phải đi tù đó. Con ơi, con đừng có trách mẹ. Bởi thời đó phong kiến ghê lắm con à. Nếu mà có chữa quan thì lập tức bị dân làng bỏ lòng heo thả trôi sông, cạo đầu bôi cho trét trấu mẹ. Mẹ khổ lắm, mẹ có nỗi khổ riêng. Mẹ mới định bỏ con vô cái lò gạch. Rồi ông chủ lò gạch thấy con, ẵm con và nuôi nắng con. Một ngày chắc chắn con sẽ trở thành ông chủ lò gạch để nối dõi tông đường. Bà bỏ bà cũng phải để ý chứ. Đó là một lò gạch bỏ hoang mà. Trời ơi! Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru em mãi xanh như sao diều vì vu. Tiếng ru em đêm chẳng ta soi bóng. Bà không chỉ bỏ tôi mà bây giờ bà còn hãm hại đời người yêu tôi nữa. Là sao mẹ không hiểu? Bà bắt lỡ vô đây để làm gái bán hoa. Đó là trách nhiệm về bổn phận của mẹ mà con. Gái bán hoa tiếp khách làng chơi mà mẹ nói là bổn phận à? Đâu có. Em bán hoa là em bán bông á. Bông hồng thật. Tặng ca sĩ ha. Là em bán thực vật chứ không phải động vật hả? Thế là con hiểu lầm mẹ hả? Hiểu lầm rồi con ơi. Thương con thao thức bao. Có nhiều đó nữa cũng chật nữa. Con ơi, bây giờ gương dở lại lành. Con trai của mẹ, mẹ thương con lắm. Con ơi, bây giờ mẹ sẽ bù đắp cho con. Con gái, qua đây nè. Ngày hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau. Chính vì vậy mà mẹ sẽ tác hợp cho con và cô gái này. Hai con đồng ý không nè? Con đồng ý chứ mẹ. Con đồng ý không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Và tại cái bar này sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. Từ theo hướng qua mây mù nhăn lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Vân vân mình ta dấn dương, hồi ước trong men sẽ chiều mưa buồn. Ngàn giọt lệ đừng khiến quê mì sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ già biệt ly, cánh hoa rụng rơi. Còn gì mong manh né lối trong mưa ngày tương phùng. Rồi, kính thưa quý vị, đây là giấc kỳ tài. Trời đất quỷ thần thiên địa hội liên hiệp nông dân làng Vũ Đại ơi, sao mà cuộc đời lão Hạc nó lại nghèo dữ vậy trời. Ta nói chứ, nó nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi sổ đỏ, nghèo từ già tới trẻ, từ nhỏ tới chú. Thậm chí quen một bà vú ở làng bên cạnh mà bà ấy cũng nghèo. Cuộc sống ngày ngày chỉ có cơm ăn ngày hai bữa, quần áo mặc một tuần thay ra tuần sau mặc tiếp vì không có xà bông giặt. Sao mà khổ dữ vậy trời. Everybody say yeah. Vừa đâu mà phải dàn rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra. Cái gì vậy? Hẹp vô. Vậy thì hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô. Ôi, nó cũng giống hệt vậy hả? Rách luôn cái quần. Tất cả đứng im. 1, 2, 3 nghìn. Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể mọi người, đây là đồng bọn của ta. Vâng, xin kính chào ông già. Chào cậu, cậu là ai đấy? Tôi xin được trân trọng giới thiệu cho ông biết, tôi là giang hồ khét tiếng của cái làng Vũ Đại này. Tôi chính là cao thủ đâm thuê chém mướn, nổi tiếng với tuyệt đỉnh cung phu, rạch mặt ăn dạ. Tên của tôi chính là... Tên của tôi chính là Chí Phèo. Cái gì? Cậu tên là Chí Phèo? Chưa chính xác. Trời đất ơi, vậy mà lão Hạc này không có biết, đúng là có mắt như mù mà. Cậu, tiếng cậu mấy bữa nay nổi như cồn ấy. Cậu được mệnh danh là nách phải của bá Kiến. Cái gì mà nghe xong nhức nách vậy? Cánh tay phải à. Hey. Trời ơi, tay phải sao mà vô tay trái? Trời tay ơi, phải nè. Trời ơi, cái tay phải là cái tay cầm đũa đó cha. Thì tay cầm đũa nè. Trời ơi, cái tay cầm đũa nè. Tay cầm đũa, tay này. Dạ con lại ba anh chị. Dạ. Các anh chị làm em khổ quá. Em đi đòi nợ mà em khổ quá. Dân theo ba anh chị nữa. Ở yên, đoạn nào cần nói thì nói, không nói thì thôi nhá. Đừng có nói vô nữa, tao khổ lắm rồi. Đồng chí, ngồi xuống đây. Quý hóa quá, nay cậu này qua nhà tôi chơi. Từ khi mà cậu đi tù là tôi không được gặp cậu. Nhưng mà hôm nay tôi nhìn thấy cậu, trời đất ơi, đúng là mới ra tù có khác. Nhìn mặt hèn thế. Cái mặt tôi vậy mà hèn. Cái mặt tôi vậy mà hèn. Tụi bay, mặt ta có hèn không? Quá hèn. Đó, thấy chưa? Lính của cậu mà còn nói là mặt cậu hèn. Mà mặt cậu hèn thì tôi nói là mặt cậu hèn, chứ chẳng lẽ mặt cậu không hèn mà tôi nói mặt cậu hèn, người ta lại chửi tôi là cái đồ vô nhân đạo, thiếu nhân tình, không có nhân cách, vô trách nhiệm à? Ông đang biện minh hay là ông đang chửi thẳng ở trong mặt tôi vậy? Chửi cái gì mà bữa nay cậu qua nhà tôi có việc gì vậy? Tôi qua đây để làm một công việc hết sức thiêng liêng và có nhân đạo. Đi đòi nợ. Bà nội cha tụi mày, tới cái đoạn này cần lên sao không lên? Tao quên mướn tụi mày để làm cái gì? Anh coi tụi nó nói cái này tay phải, coi tức không? Trời ơi, em nói bên này là tay phải, sao nó cứ nói là tay trái hoài à? Mày mắc đùi, mày quá là tay phải, tay cầm đũa nè. Trời đất ơi, tay phải là cái tay này nè. Nên, cái gì mà có cái tay không mà nãy giờ? Lát nữa đoạn nào mà tao nhấn vô là phải vô, nghe chưa? Cái gì đâu? Ê ông già, giờ ông tính sao? Tôi không biết là mấy cậu qua đây đòi nợ hay mấy cậu qua đây diễn hề nữa. Nãy giờ cậu qua đấy diễn hài mà tôi vẫn chưa nghĩ ra là tôi nợ cậu cái gì. Ông không có thiếu nợ tôi, nhưng mà ông thiếu nợ tiền của ông Bá Kiến. Sao? Tôi làm gì thiếu tiền Bá Kiến? Tiền thuế. Này không có đâu nhá. Tôi nhớ là mới tháng trước tôi đóng thuế rồi mà. Tháng này là thuế khác. Thuế khác là thuế gì? Thuế dân bất an. Thôi dẹp luôn đi. Thuế là để bảo vệ nhân dân, nhưng tự nhiên có cái thuế nào gọi là thuế dân bất an. Ông thiệt, ông thiểu năng thiệt luôn á. Ở đó ông học tới lớp mấy vậy? Mẫu giáo. Ờ giờ ông học hơn tôi rồi. Bà mẹ, học hết thì còn hỏi làm cái gì nữa. Cái quan trọng ông không có biết. Không có biết chữ nhưng mà tôi biết chơi chữ. Kể cho nghe. Thuế dân bất an là gì? Dân là nhân dân, bá tánh. Bất là gì? Bất là bất tử. An là gì? An là an toàn. Thuế dân bất an có nghĩa là thuế bảo vệ an toàn cho người dân sống bất tử. Khổ xa nhà chúng mày. Cái gì mà cái thuế gì mà lại bảo vệ an toàn gì mà mỗi ngày mọc ra một thuế thì làm sao mà dân đóng được. Mà tôi nói cậu nghe, đừng có nói là mai sau tôi đánh giám cũng phải đóng thuế bảo vệ môi trường nhá. Cái này hay nè, để tôi về tôi ý kiến cho ông bác Kiến ra cái thuế này. Thôi coi như tôi chưa nói gì đi. Bây giờ làm sao? Bỏ qua cái chuyện thuế mới. Bây giờ thuế này ông phải đóng 50 đồng. Cái gì mà 50 đồng? Bây giờ ông trả không? Tôi làm gì có tiền. Này cậu nhìn đi. Này, nhìn trong nhà đi. Bây giờ tôi không còn một cái gì để nộp cho cậu luôn đấy. Cậu Chí à, tôi nói thật với cậu là nhà tôi nghèo lắm. Khi tôi sinh ra mang được ngày tiếng con nhà nghèo. Chết 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 chùm chết chùm chết chùm. Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn. Chết 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 chùm chết chùm chết chùm. Nuôi một con chó hóa ra còn nghèo hơn. Thôi đi. Cái gì vậy hả? Tôi tới đây là để tôi đòi nợ, chứ không phải là tôi tới đây là để coi ông quá thân vô trường Vũ hát liên khúc nghèo nha. Nhưng mà cậu thấy đấy, nhà tôi làm gì có cái gì để đóng tiền cho cậu đâu. Không còn tiền thì cũng phải có cái gì thế chấp chứ. À, tôi nói mà, nhà tôi chỉ có đúng tôi với con chó vàng à. Con chó. Con chó vàng. Con chó. Con chó của tôi nó màu vàng, tôi gọi là con chó vàng. Tôi không cần biết nó màu gì, tôi chỉ cần biết nó là con chó thôi. Mà con chó thì làm sao cậu? Bây giờ ông có thể bán nó để gá nợ. Cái gì? Cậu nói tầm bậy cái gì thế à? Tôi chỉ sống có một mình. Chỉ có con chó làm bầu bạn. Ăn chung, uống chung, ngủ chung. Ủa ông ngủ chung với chó luôn hả? Đâu có, tôi ngủ bên trên, nó ngủ bên dưới. Cậu nghĩ làm sao mà giờ cậu lớn đọc nào có bắt con chó của tôi đi. Bao nhiêu? Than chỉ cho cực vậy. Ông ra giá đi. Ừ, tôi đòi 100 đồng đi. Cái gì? 100 đồng là nó hơn cái mạng của ông gấp 50 lần đó. 100 đồng tôi mua được 50 cái mạng ông rồi đó ông già. Ồ thế thôi tôi lấy rẻ 50 đồng đi. 5 đồng. Cái gì? Cậu rớt mặt đấy à? Cậu nghĩ làm sao con chó hơn chục ký mà cậu mua có 5 đồng? Cậu coi con chó mà con người à? Bây giờ ông có bán không? Bán. Rồi cậu đứng đây. Tôi vào tôi bắt con chó ra. Tụi mày đi theo ông làm gì kìa. Ông có trốn không? Nó mệt quá. Mệt quá sai hoài à. Cái gì vậy? Ê cậu ơi, chó vàng, chó vàng, chó vàng à, chó con chó của tôi này cậu. Cái này là con chó vàng đó hả? Ừ, con chó này màu gì? Màu vàng. Con chó vàng. Mà con chó này là con chó sứ mà. Ừ thì chó sứ mà. Con chó này ngoài chợ bán có 2 đồng mà. Chứ ai bảo cô ngu. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Ông gạt tôi đúng không? Gạt cái gì? Cậu nói cậu mua con chó để đóng thuế mà cậu. Tôi hỏi ông lần thứ nhất, ông có trả tiền thuế không? Tôi không có tiền. Tôi hỏi ông lần thứ hai, ông có trả tiền thuế không? Tôi nói tôi không có tiền mà cậu. Tôi hỏi ông lần thứ 5, ông có trả tiền thuế? Tôi thích nói lần thứ 5 tôi nói được không? Thế sao giơ 4 ngón tay? Tôi thích giơ 4 ngón, tôi giơ 4 ngón. Vai tôi là vai ngang tàn, tôi muốn nói gì thì tôi nói, kệ tôi. Bây giờ ông có trả tiền thuế hay là không? Thôi thôi thôi. Cậu Chí, cậu đi đòi nợ mà cậu cứ sồn sồn như thế là không được. Thôi được rồi, thấy cậu đòi nợ cũng nhiệt tình thì thôi, tôi không có trả đâu. Chứ bây giờ nhà không còn một cái gì lấy tiền đâu trả cho cậu. Ông trả không Hạc? Tôi không có cái gì lấy cái gì trả cho cậu. Ông trả cho tôi phải không ông Hạc? Ông coi cái gì nè. Ủa mắt? Tôi già chứ đâu mắt có kém lắm. Cái này con dao mà. Con dao? Con dao dùng để làm cái gì nè? Trời đất ơi, cậu hỏi câu. Con dao người ta để thái rau, thái thịt này, chặt cây này. Nói chung nhiều tác dụng lắm. Tại sao ông không nghĩ là còn có thể đâm và chém? Ừ đúng rồi, con dao để đâm chém. Hả? Cậu định đâm tôi à? Bây giờ ông có trả tiền hay không? Này, cậu đừng có manh động. Đừng manh động nha cậu. Ông mà nói một tiếng không trả là tôi gạch mặt liền đó. Trời đất ơi, cậu đừng có hủy hoại nhan sắc của tôi mà. Ai nói tôi gạch mặt hủy hoại nhan sắc của ông? Nhìn mặt ông xấu đau, xấu đớn, xấu thấy ớn vậy mà ai gạch mặt ông? Chứ cậu... Tôi nói gạch mặt là gạch mặt tôi nè. Ông có trả không? Kìa cậu, tôi không có tiền mà. Ông nói một tiếng không trả tôi gạch mặt liền đó. Ông tin không? Ông có tin không? Tôi không tin, mặt cậu hèn lắm, tin làm sao được. Ông nên tin đi, tôi lại ông tin đi. Không tin được, không tin được. Tin đi. Không, đừng bình tĩnh. Tôi gạch thiệt đó. Tôi gạch đó. Luôn đi. Rạch mặt đây mà không nhây. Chà chà, sao nó ghét. Một lần nhây là bằng 3 lần đánh ấy. Cậu không phải dạng vừa đâu, tôi cho cậu thành khuôn mặt đáng thương luôn ấy. Có máu luôn nè. Máu trên mặt cậu, có rạch mặt cho cậu, cậu ngu quá luôn ấy. Ông mới gạch mặt tôi hả? Trời đất ơi là trời. Ông gạch mặt tôi luôn kìa trời. Bớ làng nước ơi, lão hạt gạch mặt tôi kìa trời đất ơi là trời. Bớ bà con trời sớm ơi. Ủa sao trống mặt gì nè trời. Ông mặt gì? Hình như máu mất quá nhiều. Mấy đứa ơi, chở tao đi cấp cứu. Cấp cứu. Đi. Trời ơi, bên này nè. Bên trái đây. Không biết một bên thôi. Đi bên trái. Một hai ba. Ai? Ui cái đi. Bên trái đi. Bên trái bên trái bên. Trời ơi. Cái gì vậy? Ai trời. Nó bên trái bên này. Ủa mệt ghê. Tao lại tụi mày đừng có bên nào hết, đi thẳng tới nhà thầy Lan đi. Trời ơi. Không lẽ đời chí mèo này chết vì bị mất máu sao? Trời ơi. Lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta. Có nên lộn nữa không? Không nên. Xàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ xàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh, sao lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy? Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em. Tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà, cướp tràn lan, em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà, anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Dạ. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm cùng gia đình anh thành thật xin lỗi em. Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em ạ. Dạ, anh ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Anh mới đọc được một mẫu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất, tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tựa gì vậy anh? Chú heo con ở bản đôn. Ủa anh hồi nào giờ em nghe nói là chú dôi con ở bản đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à. Bản đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à. À vậy nhưng mà quan trọng là dạ, quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ que diêm ra, quẹt một cái cháy bản đôn bốc lửa. Em bán phim đi, em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó hả anh? Trời, cái đó là để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nha anh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Thôi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ủa sao tùy anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu ông đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này này em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. Bố đã về. Em quẹt hai que diêm. Mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. Cháy nhà. Đó, như thế nó mới bốc lửa em ạ. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cát vai đó rồi anh cát vai gì? Anh sẽ cát một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là Anla Satanya Hà Lát Chama. Làng bò là Việt kiều Australia. Sau khi đánh tung gióng chuồng đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên. Quả ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy, photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng, bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pound, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa. Chúc các bạn ngủ ngon. Đó em. Anh bán báo đâu em? Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cát được cái phim này. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình đi anh, mình đi cát đi. Mình đi cát. Em. Ủa chứ mình sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à. Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. Không, em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Dạ, đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đi. Đây tay em đi. Eo em đâu? Eo em đi. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Quay đi anh. Anh. Wow, anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy chứ gì? Không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lâu. Ủa gì kỳ vậy anh? Sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ủa vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi. Tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng. Và rồi, khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, ánh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng và rồi, mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi, nhặt tiền đi em. Dạ, vâng. Lúc đó sẽ có nhiều người để ý, rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo chí em bảo vệ anh đi, bảo vệ đừng để báo chí em. Bảo vệ đi em, bảo vệ đi em, bảo vệ đi em, bảo vệ đi em, bảo vệ đi em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm, họ sẽ tìm tới mình, họ sẽ đưa những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực, những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực, mình bị điên thôi em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh đó, nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè anh hùng bàn phím đó đó, chụp hình em đăng lên mạng. Em không có như vậy, em không có như vậy đâu. Có mình là em Mình tỉnh lại. Lại đây ngồi. Bình tĩnh. Tôi đã nói anh biết bao nhiêu lần rồi, tại sao anh cứ đến đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi, anh biết đó, cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng của ấy càng ngày càng nặng hơn không? Đã cố gắng, em sẽ đối mặt với sự thật, em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh. Vậy là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên. Chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao hả anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu em yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Ủa anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đó em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai điên cô ta? Trời ơi, ai điên em tỉnh đi trời. Khi mình cuộc sống sung sướng quá, đi tiền nhiều quá, không biết làm gì hết. Hay là bây giờ mình lấy tiền mình rải ngoài đường cho người ta lụm đi chứ tiền mình nhiều quá. Cần tiền. Ai? Em khổ lắm. Tại sao lại cần tiền? Em sinh ra vùng đất Hà Tiên. Em rất bình yên. Em làm việc rất là siêng nhưng không hiểu sao em cứ nghèo triền miên. Em sinh ra đâu? Dạ Hà Tiên. Vậy? Em có quen người con gái tên Liên, tính tình cũng hơi điên. Ai cũng nói là Liên điên nhưng em không nghĩ Liên điên. Em nghĩ đó là một sự hồn nhiên của một thanh niên, nó đứng trong công viên, nó say theo vũ điệu thần tiên chứ điên đâu mà điên. Mọi người cứ Liên tiên. Rồi Liên mới chê em mong tiền, Liên bỏ em lên Tây Nguyên tìm mong ra Liên em như một thằng điên. Cuối cùng em biết là hai vợ chồng nó có bùa mới, nó bán cá viên chiên hương vị sầu riêng Minh Long Xuyên. Thì nói tóm lại là bây giờ em ở Hà Tiên đúng không? Dạ đúng rồi, không có ba Hà Nội mẹ Hà Tĩnh đẻ ra Hà Tiên. Rồi đẻ đâu? Dạ đẻ Hà Tiên á, bây giờ cần tiền, không có tiền là không có làm đám cưới, là mất vợ mất con Liên bị điên đó. Không, nó con Liên không bị điên. Trời ơi. Buông cơ thể nhau ra. Cái gì? Hả? Buông cơ thể nhau ra. Tôi buông cơ thể thì người ta là vợ chồng với nhau cơ mà. Tại sao? Bu... Ai dính líu gì nhau? Bu gì? Bu ca. Ai? Tại sao em bỏ anh? Cái gì? Anh là ai? Anh là người yêu em mà. Người yêu ở đâu? Trời, em bỏ nhiều chồng quá em không nhớ hả? Không. Từ trước tới giờ là tôi chỉ có một người chồng này duy nhất thôi. Đúng đây rồi. Một người chồng lùn hơn tôi một cái đầu. Một chồng thôi. Anh yêu người ta anh phải xem xét kỹ lưỡng chứ anh. Xem cái kiểu gì? Anh yêu người ta anh phải dò hỏi lý lịch người ta xem người ta đã yêu ai. Sao anh là đàn ông mà anh dễ tính vậy? Dò rồi chứ có là không... Là ai mà tự nhiên vô chữa vợ chồng tôi xối xả vậy hả? Rồi anh diễn nãy giờ em còn hỏi là ai nữa. Bây giờ hợp tác với anh chứ. Cái gì? Ai? Người yêu em đó. Ai là người yêu? Bây giờ em yêu ai không quan trọng. Yêu ai? Yêu ấy. Anh chị ơi, đây là mới chụp em tấm hình này, đây đẹp quá. Anh chụp. Thôi khỏi chụp đi, buông ra. Bây giờ anh chị có thể nào cho em vay 20 triệu không? Em ơi, 20 triệu tiền đâu có. Nó giống cái kiểu mà ở ngoài đường á, người ta đưa cái điện thoại cho mình cầm bấm cái mình mê man cái hỏi nhiêu tiền mình đưa hết á. Không, kiểu vậy á. Không phải như vậy đâu. Bây giờ có cho mượn 20 triệu không? Mà 20... Bây giờ em sẽ đi tự tử em chết, sau đó người ta điều tra cái này là có dấu vân tay của anh chị trên đây nè. Đó là cướp của giết người. Thì đi. Cướp của giết người. Tự đi. Không, giữ đi. Cướp của giết người. Bây giờ nè, làm sao? Bây giờ mượn 20 triệu đúng không? Đúng. Mỗi ngày tôi đưa 2.000 được không? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Em cần số tiền lớn là có công chuyện. Công chuyện gì? Em phải mua chó cảnh cho bạn gái em. Làm gì? Bạn gái em thích chó cảnh, bây giờ bạn gái em đi theo anh Diệp Tiên rồi bỏ em rồi. Đúng. Chị nè. Chị ơi. Chị đây. Chị cho em mượn tiền đi chị. Trời ơi, trời. Chị ơi, em là em của Diệp Tiên nè chị. Là Diệp Phi. Chị ơi, chị cho em mượn tiền đi 50 triệu thôi chị. Em đừng có xạo. Nếu như em là em của Diệp Tiên. Em nói em tên gì? Em là Diệp Phi. Còn một đứa nữa, còn một đứa nữa em nói thì Diệp Tiên của ta hai người em lận. Ai nữa? Còn một Diệp nữa, Diệp gì? Hiện tại chỉ có mình em thôi. Em đang rất là cần tiền, chị cho em mượn đi. Không thôi là em mổ bụng em chết tại đây đó. Ủa sao tự nhiên nó đâm thầy nữa vậy? Bổ bụng là quay cây kiếm vô trong. Mày chĩa ra ngoài là dính thầy rồi. Chị ơi, chị thấy tại chị không cho em mượn tiền mới đi đâm lộn người không? Nhưng mà em mượn, chị cho em mượn tiền đi. Không có cho mượn được. Nhanh lên chị ơi. Chị ơi. Trời ơi, chị đây sao kêu chị không vậy? Chị nhìn em giống ai? Chị em hả? Tất nhiên là anh Diệp Tiên rồi. Em chính là em của anh Diệp Tiên, Diệp Vân. Mày xạo xạo Diệp Vân ở đâu ra? Em của Diệp Tiên cái tên Dầu Khuynh Diệp á. Thiệt mà, chị nhìn em đi. Anh Diệp Phi với anh Diệp Tiên dành hết đồ ăn của em rồi. Bây giờ em ốm đau bụng teo vậy nè. Rồi bây giờ em muốn gì? Thì em mượn 300 em đi mua đồ ăn em ăn đi chị. Thôi mượn 300 ngàn. 300 ngàn em mua đồ em ăn hả? Dạ đúng rồi. Em ăn hết 300 ngàn em mập nổi không? Bây giờ nè chị kêu em ra nhà hàng xong rồi chị bày nguyên bài tiệc cho em ăn. Em mời em đi về được không? Chị khỏi đưa 300 ngàn. Bây giờ nhanh lên em nè, còn có 19 giây là ăn cái gì nói. Ăn cái gì đơn? Súp cua được không? Dạ chị Bu Ca. Dạ, chào thầy. Em không phải thầy. Em là em của anh em. Ủa hả? Dạ, em là Diệp. Diệp gì nữa? Diệp Lục. Diệp Lục. Diệp Lục là Diệp gì? Diệp Lục đó. Dạ, có bao nhiêu cái Diệp hay nó lấy hết rồi. Không lẽ em lấy Diệp nghỉ Tết thì kỳ lắm. Đúng rồi. Rồi, Diệp Lục muốn cái gì đây? Dạ chị thấy em là chị biết em nghèo lắm rồi đó chị. Rồi biết rồi. Dạ khổ lắm, không có tiền mà mặc đồ như thần tài ra đường luôn rồi nè chị. Bây giờ làm sao? Dạ cho mượn tiền đi. Ôi em nghèo mà em đem vàng em nhận giữ em. Nghèo mà trên đầu nguyên cục hột son, cục đó ai cho? Nè cho ông nè. Đây là đồ giả anh ơi, mình phải tạo lòng tin với người ta. Đồ giả cũng lấy luôn, tại vì hai đứa tôi là ăn cướp. Thôi. Mượn cái kiếm đi. Qua chạy đi, nó hết giờ rồi, nó hết giờ rồi. Trung tâm Công nghệ Bột Giặt xin kính chào quý khách. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là một chuyên gia nghiên cứu về vết bẩn, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng bột giặt hiện nay là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, bởi lẽ ai cũng phải mặc quần áo. Chính vì vậy, sau một thời gian nghiên cứu rất dài, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo ra một loại bột giặt công nghệ cực kỳ cao. Vâng, xin giới thiệu với các bạn bột giặt Thánh Chôn. Bột giặt này có hiệu quả hơn tất cả các bột giặt khác, bởi vì chúng ta chỉ cần giặt một lần là sẽ sạch tất cả các vết bẩn. Sạch cả vết bẩn mẹ lẫn vết bẩn con. Vết bẩn mẹ sạch rồi không có ai nấu cơm cho vết bẩn bố ăn. Vết bẩn bố đói quá lâu ngày rồi cũng sẽ sạch xanh xanh. Trời ơi, cậu là ai mà đứng trước nhà người ta la sùm dưới trưa dưới nắng nhỉ? Dạ, con xin trân trọng giới thiệu với bác, con tên nguyên trong giấy khai sinh là Nguyễn Văn Sầu, rất thích đi tàu với lại ô tô. Ông con là Nguyễn Văn Bô, rất thích ghi lô với lại đánh đè. Bà con là Lè Thị Mè, rất thích ăn thịt lợn xề với lại bánh mì ba t. Mẹ con là Nguyễn Thị Phê, có cái sở thích là hát karaoke cả ngày. Và bố con là Nguyễn Văn Chày, rất thích làm bang chủ của bọn ăn mày cái bang, gia đình kinh tế dở dang, bữa ăn chỉ có khoai lang với lại cà, ăn xong chỉ biết uống trà. Xin bác tiện đà vỗ tay. Nhà con dần quá. Dạ trời vâng ơi. Bình thường bác à. Ủa bác đi đâu vậy? Trời đất ơi, tôi đang giặt đồ ở trỏng. Hết xà bông tôi ra ngoài này tôi mua xà bông nè. Trời đất ơi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang bí gặp nhà xí mà. Con xin trân trọng giới thiệu với bác, con chỉ là nhân viên tiếp thị bột giặt. Trùng hợp với con. Dạ xin giới thiệu với bác qua đây bác. Bột giặt Thánh Chôn. Tên nghe lạ quá vậy con. Dạ chẳng giấu gì bác, chú con làm tổng giám đốc công ty bột giặt. Cái lúc mà mới sản xuất ra cái loại bột giặt này, đầu tiên chú con không biết đặt tên là cái gì hết. Thế trong một lần chú con đang xem phim Tề Thiên Đại Thánh, bị thằng bạn ngồi bên cạnh nó chôn nên quyết định đặt là Thánh Chôn. Cái mặt này của con đúng không? Dạ không, mặt này của chú con bác à. Giống con hơn. Không có, mặt con mà được dán lên đấy thì bây giờ con đâu phải đi tiếp thị như này bác. Bác mua cho con một bịch đi bác. Vậy công dụng sao con? À về công dụng thì bác yên tâm bác à. Đây, con nói cho bác nghe. Đây là một mảnh vải rất là sạch, bác làm cho nó bẩn đi bác. Làm bẩn hả? Dạ. Rồi con, dọn bẩn rồi. Dạ bẩn quá bác à. Vâng, đây là một mảnh vải bẩn đúng không? Con sẽ cho vào cái thau. Trong thau này thì đã có sẵn bột giặt của chúng con. Thì con sẽ cho vào, con giặt. Và sau một thời gian giặt thì cái khăn nó sẽ trắng sáng như cái khăn này. Gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mày giặt đấy, mày móc cái khăn ở đây mày nói trắng sáng, mày lừa tao hả? Ủa bác không coi mấy cái quảng cáo trên tivi à? Nó chỉ quay cái đoạn mà với áo bẩn giặt xong nó quay ra một chiếc áo mới, chứ có bao giờ nó quay đến lúc phơi đâu. Ý con nói là giặt cái khăn bẩn này, phơi đi nó sẽ trắng sáng như cái khăn này. Rồi bây giờ giá làm sao? Dạ về giá thì bác yên tâm, chú con làm tổng giám đốc mà. Mày đi ra đây. Từ nãy tới giờ cứ gặp chú con là tổng giám đốc mà. Bây giờ chú con là ai? Bây giờ chú con là tổng giám đốc thì ba con là phó giám đốc đúng không? Dạ không ạ. Ba con chạy xe ôm. Sao gia đình này khó hiểu vậy trời? Bác à, sao? Mỗi lần nghĩ tới gia đình, con chỉ biết ứa nước mắt. Con sinh ra trong một gia đình có bố và có mẹ. Không chỉ thế mà còn có anh và có chị. Đẻ nói ra con không nói được một tiếng nào, chỉ khóc mà thôi. Cả ngày con không được ăn một bữa cơm bác à. Tội vậy chứ con ăn cái gì? Bú sữa mẹ để lớn. Trời ơi. Con học đến lớp 12 người ta không cho con học phổ thông nữa. Tại sao vậy? Con mới phải đi tiếp thị bột giặt thế này bác à. Bác thương cảm mua cho con một bịch đi bác. Gia đình con thiệt là tội nghiệp. Bác thương con lắm. Vậy bác mua cho con một bịch bột giặt đi bác. Bác mua liền. Dạ. Hay quá, lấy cho bác một bịch. Bác mua một bịch là 20.000. Nhưng nếu bác mua 3 bịch sẽ là 80.000. Tại sao? Cái cơ chế bán hàng của chúng con như vậy. Lấy cho bác một bịch. Dạ một bịch đây, 20.000. Một bịch nữa. Dạ một bịch nữa 20.000. Một bịch nữa đi con. Dạ một bịch nữa 20.000. Dạ xin chúc mừng bác đã mua 3 bịch với giá 60.000. Thế bác thông minh không? Mua lẻ một lần 3 bịch được 60.000, bác lợi đến 20.000. Nhưng mà bác mua với giá này không những ưu đãi mà bác có cơ hội được lắc thăm trúng thưởng. Là sao con? Xin giới thiệu với bác lắc thăm trúng thưởng. Ủa, cái này là xin xăm mà. Xin xăm hay xin gì kệ đi bác cứ lắc là nó ra giải thưởng à? À, được rồi, để bác làm. Dạ. Thôi bác ơi. Thôi. Nhìn nó ám ảnh quá bác à. Ý con nói là bác lấy cái này bác lắc chứ đâu có nói bác múa Benny Đen. Được rồi, bác lắc liền. Ôi, ra rồi bác ơi. Thôi, ra rồi bác ơi. Ra rồi bác. Hồi hộp quá bác ơi. Con không biết là bác trúng cái gì nữa, hồi hộp quá bác ơi. Hồi hộp quá bác ơi. Trúng thưởng 300 triệu. Trúng 300 triệu bác ơi. Bác trúng rồi bác ơi. Tao trúng hay mày trúng? À không, ý con là con quý bác lắm luôn ấy. Trời ơi, trúng 300 triệu rồi con ơi. Giờ làm gì đây? Đưa tiền cho bác đi. Bác lãnh này trúng 300 triệu bác làm. Con không có tiền. Con không có tiền vậy sao? Vậy bác lãnh ở đâu bây giờ? Bác phải đến công ty con bác lấy. Công ty con ở đâu? Công ty Hà Nội. Con ở đâu? Hà Nội. Đây Cà Mau. Đây Hà Nội. Gần quá con hả? Dạ. Nếu mà bác mà không tới được để lấy, bác không có điều kiện tới, thì con chỉ xin 1%, con sẽ lấy cho bác phần thưởng bác à. 1% là bao nhiêu con? Dạ 3 triệu bác à. 3 triệu? Mày nghĩ làm sao vậy? 5 triệu luôn. Hả? Trời đất ơi, bác đúng là quý nhân phù trợ mà. Con, bây giờ tại vì bác già bác cũng lo xa lắm, cho nên con gọi đến số điện thoại của công ty cho bác nghe, bác hỏi thăm bác yên tâm cái. À bác sợ lừa đảo đúng không? Đúng rồi. Đúng bác lấy điện thoại của cháu. Bác gọi cho chú cháu làm tổng giám đốc mà. Bác gọi đi. Số mấy? Dạ 043 113. Không phải, 043. Ừ, 113. Trời đất ơi, bác gọi cho ai ấy? Gọi cho chú của bác. Chú bác là ai? Là công an. Hả? Mày với mày. Tao đọc báo tao đấy mày lâu nghe mày. Mày lừa biết bao nhiêu người rồi hen. Đấy giờ cháu có làm gì bác đâu mà tự nhiên bác nói cháu lừa đảo. Bằng chứng đâu mà nói cháu lừa đảo hả? Thôi bác đây, cháu đi đây. Rồi không đi. Khỏi đi con. Công an tới rồi. Bắt lấy nó. Cảm ơn Thùy Trang. Công nhận cái mặt giống thiệt luôn á. Để lên so sánh coi quý vị thấy giống không. Y chang luôn. Bạn nhảy sai rồi. Bạn hát sai là mình nhảy sai. Bạn nhảy sai rồi. Bạn hát sai. Bạn nhảy sai. Bạn... Mình thương nhau mà. Yêu lắm. Thương lắm. Vui lắm. Sống chung nhé. Chung chung, sống chung một chuồng. Mình là heo á, mình phải yêu thương nhau, sống chung chung phải yêu thương nhau nha. Đúng vậy. Đợi mình một chút. Bạn làm gì thế? Nè, cái gì đấy? Kem trộn ngọt trinh. Bạn lấy ở đâu ra vậy? À, mình lụm của bà chủ á, bà xài gần hết hũ, bà để ở trên đầu tủ, kế bên cái bịch tàu hũ. Ông chủ, ông vô, ông thấy cái bịch tàu hũ, cho nên ông giấu cái hũ dưới gốc cây đu đủ. Mình đem vô cho bạn nè, tặng cho bạn nè, bạn hưởng. Cái này xài có công hiệu không bạn? Ê, mình chỉ cho bạn xài nha. Lột hũ kem ra, quết một miếng, bỏ vô lòng bàn tay, xoa đều cho nó nóng kem lên. Giơ hai tay bạn ra. Đều rồi. Ê, bạn làm như thế này là chết mình rồi. Sao mà chết vậy? Sao mà chết? Da mình là da khoang, chỗ đen chỗ trắng. Bạn chỉ xước vào chỗ đen thôi, để cho chỗ đen nó trắng như chỗ trắng. Chứ bạn xước vào chỗ trắng nữa, chỗ trắng nó lại trắng hơn chỗ đen. Chỗ trắng chỗ đen nó trắng không đều nhau. Nhìn mình người ta tưởng mình bị hắc lào. Lăng bên hắc lào. Mình thương nhau mà. Bạn chờ mình một tí nha. Chờ. Ê, bạn ơi. Hả? Mình có cái này cho bạn. Cái gì? Kẹo ngậm nở ngực. Bạn ăn đi. Ăn một viên nở một ngực. Nhưng rất tiếc bạn có tới 16 ngực. Tự nhiên nó nghiêng nghiến bên đây. Nó nghiêng rồi. Trời đất ơi hả? Con kia nó nở rồi nè. Lấy cái gì chích đi. Lấy chích đi. Thôi đi. Bạn minh họa quá. Làm gì mà có tác dụng nhanh quá vậy? Đúng rồi ha. Thôi bây giờ á, mình bắt đầu mình ngủ đi. Cuộc đời của loài heo thật là sung sướng, chỉ có ngủ mà thôi. Ngủ. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ luôn. Tới giờ ăn rồi. Cuộc đời của loài heo thật là sung sướng, chỉ có ngủ rồi lại ăn. Chúng ta bắt đầu ăn. Tới ơi, tới ơi. Mày cho heo ăn chưa? Mày cho heo ăn rồi. Mày canh con nào mà nó mập nhất, mà nó đẹp nhất, mày lấy mình làm thịt. Hôm nay nhà có đám giỗ nghe mày. Con nào mập nhất, đẹp nhất sẽ làm thịt ăn đám giỗ. Vậy là một trong hai đứa mình có một đứa phải chết. Bạn ơi, mình đây. Mình thương bạn lắm. Mình cũng thương bạn. Bạn đẹp hơn mình. Đúng mà. Mập hơn mình. Bạn chết trước nhá. Mày thật là nham hiểm, đùng đẩy cái chết cho mình hả? Bạn á, bạn là con heo phải chết mới đúng đó. Tại sao chứ? Bạn nhìn đi, cái bụng của bạn bự chà bá kìa. Hồi nãy ha, mình có sức kem trộn ngọc trinh cho bạn á, da của bạn sẽ láng mịn, ông chủ sẽ ăn thịt bạn. Không dám đâu nhá, cái loài của mình bụng nó xệ như thế nhưng mà thịt ăn dở lắm. Còn thịt bạn chắc chắn có lợi hơn. Có lợi chỗ nào? Nấy bạn ngậm kẹo ngậm nở ngực của mình. Thịt bạn không những có món thịt heo mà còn có thêm món nhú heo nướng. Bạn thật là nham hiểm thâm cung. Bạn nham hiểm, bạn nham hiểm. Ơi không, bây giờ chúng ta không cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra cái cuộc chơi này. Giờ phải làm sao đây? Mập nhất sẽ làm thịt. Bây giờ mình tìm cách mình làm cho mình ốm. Đúng rồi, mình phải tập thể dục. Mình phải tập thể dục thôi. Để mình. Mình phải gập bụng cho nó teo mỡ bụng. Tập thể dục nãy giờ không thấy ốm nữa. Giờ sao đây? Còn một nữa, còn một cái đó là ông chủ có nói con nào đẹp á thì sẽ làm thịt con đó. Có rồi, mắm tôm chét vô cho nó thối chơi. Chét vô cho nó diễn. Mình cũng phải dơ hơn bạn luôn. Mình phải thối hơn bạn. Sao? Phân heo. Chết phân heo. Tới ơi, tới ơi. Hôm nay khách đông quá nha. Mày làm thịt luôn hai con đi ăn mới đủ. Vậy là cả hai đứa mình đều bị chọc tiết. là đứa mình sẽ chết. Yêu lắm, thương lắm, không có vui lắm. Chết chung nha. Chung chuồng, chung chuồng, chết chung một chuồng. Thôi, mình biết lỗi rồi. Dù sao thì hai đứa mình cũng sẽ chết á. Mình á, lúc trước á, mình đưa đẩy bạn vào cõi chết á. Bây giờ mình hứa, mình sẽ không làm như vậy đâu. Mình cũng như vậy. Mình đã quá ích kỷ. Đến lúc chết mình đã đẩy bạn chết. Bây giờ chúng mình không được như thế nữa nhá bạn nha. Được rồi, xin lỗi bạn á, vì đã sức kem trộn cho bạn nè. Người bạn thấy ghê nè. Mình cũng xin lỗi vì đã cho bạn ngậm kẹo ngậm nở ngực. Không sao, ngon lắm. Tí ơi, tí ơi. Trời đất ơi, tao nhớ lộn. Năm nay năm nhuần là tháng sau mới đáp dỗ, cho nên khoan giết hai con heo ngang mày. Yêu lắm, thương lắm, cười lắm, sống chung nha. Chung chuồng, chung chuồng, sống chung một chuồng. Ê, nó nghe nè, vậy là chúng ta thoát chết rồi. Cuộc đời loài heo thật là sung sướng. Dù biết một tháng nữa chết, nhưng chúng mình cũng phải sống thật là đoàn kết, không được ích kỷ nữa nha bạn. Chúng mình phải nhớ một câu rằng: heo ơi thương lấy lợn cùng, tuy rằng khác giống như chung một chuồng. Công chúa con vua thủy tề thì hai menu là công chúa cai trị biển đông, con cô nàng đánh đá đó là cô nàng tên Mina. Mina xinh tươi với dòng nỗi thần hiền hòa. Hi, Mina xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối thật vui vẻ. Mấy em lo hát hò mà không có nhớ gì hết trơn hà. Nhớ cái gì chị? Em nhớ chứ, vua cha nói trong năm nay một trong ba chúng ta phải có chồng, nếu không Long Cung sẽ bị sụp đổ bởi vì thiếu trai. Hai chị ơi, hai chị hay tin gì chưa hả chị ơi? Tin gì? Vua cha vừa bắt được một chàng trai lực lưỡng mà em lo lắm chị ơi, em lo lắm cái luôn. Chàng trai thì chỉ có một, trong khi Long Cung có tới ba con mỹ nữ đẹp như cục gạch. Hỏi chia làm sao đây, hả hai chị? Nhưng mà bây giờ chàng trai đó ở đâu? Đúng rồi, chàng trai đó ở đâu? Hai chị bình tĩnh đi. Chàng trai đó em nắm gọn trong lòng bàn tay rồi, để em kéo ra cho. Sợi dây thần hô biến. Bà nội ơi, sao ai không ra thôi? Người ta tới chính điện rồi má ơi, ngưng đi. Em nói rồi đó nha, chàng trai lực lượng này sẽ là của em. Không, chị trong nhà là lớn nhất nên chàng trai này sẽ là của chị, của em. Thôi đi. Trời ơi, có một chàng trai thôi mà sao phải giành, phải giật. Sao không để cho em hưởng trọn trái tim chàng. Vẫn là con gái chưa lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường xa. Tắt nhạc, tắt nhạc. Mày nhìn cái khẩu hình của mày đi, ai mà thèm cưới mày mà mày xáo biếng ha, xấu xí. Mày mà làm thích gì? Làm chuyện để ý xí. Bây giờ chị sẽ là người xung phong bóc tem chàng trai này. Yeah. Chị cũng xin tuyên bố luôn, chàng trai này sẽ thuộc về chị Hai. Trời ơi, chị cảm ơn em. Nhường nhịn cho nhau là phong cách sống của Long Cung chúng ta, nên chàng trai này dĩ nhiên sẽ thuộc về Rồi Út ơi, vào nhận hàng đi cưng. Vào nhận hàng đi cưng. Chị nhận cho em. Đúng rồi. Chị nhận cho em. Đúng rồi em. Em cảm động lắm. Em cảm ơn hai chị Trang ạ. Trời ơi, có một chàng trai thôi mà tại sao phải nhường, phải nhân. Em xin để cho hai chị hưởng trọn trái tim chàng. Bà ham, bà lấy. Bà lấy đi. Thôi đây. Ủa, các người nghĩ ta là hàng thanh lý, hàng free, hàng miễn phí à? Trời ơi, cái gì vậy? Tưởng lấy được trái tim trong trắng của ta mà dễ thế à? Mà ta không biết nên xếp các ngươi vào cái loại gì nữa. Đẹp không ra đẹp, xinh không ra xinh, mà nhìn kinh cả con người. Rồi, em đã có cách. Cách gì? Cho nó uống thuốc lú. Thuốc lú. Ừ. Ok cô bà, ok cô bà. Em... Hai chị nói gì vậy? Bây giờ hai chị đã quyết định rồi. Hai chị là người lớn, cho nên hai chị quyết định nhường chàng trai này cho em. Thôi không chịu đâu Út ơi. Dạ ơi. Dẫu biết mai này em có thành hôn thì giường ba đây hay là một ai đi nữa thì chị cũng sẽ về với em để mừng ngày em xuất giá, cho vui lòng ba với má. Chị cũng nở mặt mày chơi lối xóm bà con. Còn em đây liền vậy trời. Em không có lấy cái thằng này. Mệt quá hả? Mệt. Trời ơi, chị nói con nghe nè. Sau này mà người ta đẹp trai lên chưa chắc gì người ta ưng bà nữa. Bà ơi, bà chảnh quá. Đúng rồi, muốn cho trai mà nó thích mình đó là phải có cái body bốc lửa với hai chị đây. Vậy làm sao? Đây là bí quyết giảm cân của hai chị. Nè, uống đi em, uống đi. Chị em được cái tự tin. Uống cái này là em sẽ đẹp như gì hả chị? Dáng như chị luôn hả? Đúng rồi đó em, uống nhanh đi. Thì không. Ôi, càng nhanh em dùng càng mau. Rồi em hãy uống đi. Rồi để em chị uống. Sẽ vào trong. Ôi trời ơi, chị thương em quá. Chị thương em quá rồi. Nhưng bây giờ chị phải đi đây. Chị ơi. Trời ơi, con muốn nó đi lấy chồng rồi. Chị ơi. Làm cho tôi không nghe vậy đó. Chàng ơi, chàng có sao không? Ta không ngờ chị em trong nhà mà đối xử với nhau như vậy. Nãy giờ ta đứng ta chứng kiến hết rồi nàng ạ. Không có đâu, ba chị em thương nhau lắm chàng ơi. Nàng đừng có bao che cho hai chị nữa. Tận mắt ta chứng kiến hai chị nàng bắt nàng uống thuốc ú mà. Không có phải, thuốc lú. Lú à? Yes. Thế uống thuốc lú chỗ nào trên người nàng? Lú. Chưa có uống nên không có biết. Ủa mà chàng là ai vậy? Mà sao chàng bị bắt xuống đây? Ta chính là hoàng tử Thau. Hoàng tử đang cùng với người hầu đi câu cá giải trí ở trên biển. Mưa to gió lớn đã làm biển động rất mạnh và đã làm chìm thuyền của ta, khiến ta lạc xuống đây nàng ạ. Tội nghiệp chàng quá. Thôi bây giờ chàng đi về đi, trước khi hai chị của em ra. Chàng đi về đất liền đi chàng ơi. Không, ta không muốn về đất liền nữa. Tại sao vậy? Ngay từ khi được gặp nàng, ta muốn nói với nàng một điều rằng... Nói gì chàng? Ta yêu nàng. Yêu sao không nhìn vô mặt mà nhìn con ấu con trùng dễ bẩn. Nhìn vào mặt không nói được câu đấy. Đi về đất liền. Không có đâu nàng ơi. Ta đùa đấy nàng à. Chàng ơi. Lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta? Có nên lộn nữa không? Không nên. Sàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ sàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh, sau lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy? Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em. Tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà, cướp tràn lan, em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà, anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Dạ. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm, cùng gia đình anh thành thật xin lỗi em. Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em à. Dạ, anh ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Anh mới đọc được một mẫu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất, tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tựa gì vậy anh? Chú heo con ở bản Đôn. Ủa anh, hồi nào giờ em nghe nói là chú voi con ở bản Đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à. Bản Đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à. À vậy anh. Nhưng mà quan trọng là dạ, quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ que diêm ra, quẹt một cái, cháy Bản Đôn, bốc lửa. Em bán diêm đi em. Em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó anh. Trời, cái đó là... để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nha anh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Thôi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ủa sao kỳ vậy anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu ông đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này nè em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. Bố đã về. Em quẹt 2 que diêm. Mẹ đã về. Em quẹt 3 que diêm. Cháy nhà. Đó, như thế nó mới bốc lửa em ạ. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cast vai đó rồi anh cast vai gì? Anh sẽ cast một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là An La Satanya Hà Lát Cha Mà, làng bò là Việt Kiều Australia, sau khi đánh tung gióng chuồng đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên. Bọn ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy, photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng, bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pound, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa. Chúc các bạn ngủ ngon. Đó em. Anh bán bão đâu em? Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cát được cái phim này. Rồi, đúng rồi, rồi. Bây giờ mình đi anh, mình đi cát đi. Mình đi cát. Em. Ủa chứ sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à. Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. À, không em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Dạ, đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đi. Đây tay em. Eo em đâu? Eo em đây. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Quay đi anh. Anh. Wow, anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy chứ gì? Thì không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lầu. Ủa gì kỳ vậy anh? Sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ủa vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu á không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi. Tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng và rồi. Khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, ánh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng và rồi. Mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi, nhặt tiền đi em. Dạ, rồi đó sẽ có nhiều người để ý. Rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo chí em bảo vệ anh đi. Bảo vệ đừng để báo chí em. Bảo vệ đi 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 em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm. Họ sẽ tìm tới mình. Họ sẽ đưa những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực. Những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực. Mình bị điên thôi em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè anh hùng bàn phím đó chụp hình em đăng lên mạng. Em không okay, có như vậy, em không có như vậy. À, em không có như vậy đâu. Có bình tĩnh em. Mình tỉnh lại. Lại đây ngồi. Bình tĩnh. Tôi đã nói anh biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh cứ lên đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi. Anh biết đó. Cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng cô ấy càng ngày càng nặng hơn không? Bác sĩ, thật sự là tôi chỉ muốn vào đây giả điên để hàng ngày được gặp cô ấy thôi mà. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại? Bình thường hả? Bằng cách nào? Bằng tình yêu của tôi. Tình yêu? Cô ấy là ai? Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, là một người điên. Mà người điên thì không biết yêu. Không, bác sĩ sai rồi. Bác sĩ chưa nghe bài Người Điên Yêu của Minh Hằng à? Tại sao chứ? Tại sao người tỉnh có thể yêu người tỉnh một cách điên cuồng như người điên cuồng, mà người điên cuồng lại không thể yêu người điên cuồng một cách tỉnh táo như người tỉnh? Bác sĩ có hiểu không? Bác sĩ hiểu rồi à? Bác sĩ vô trong đi. Trong người tỉnh. Trời ơi! Riết rồi tôi điên giống hai người luôn quá. Không có điên với tỉnh gì đây hết. Nói chung là anh đi về, đừng làm phiền cô ấy nữa. Con trâu hai sừng của lòng em. Còn tê giác một sừng bé nhỏ của anh. Anh ạ, em biết là em trốn tránh, nhưng mà em không nghĩ là anh có thể vì em mà giả điên với cùng mỗi ngày như vậy. Em sẽ cố gắng. Em sẽ đối mặt với sự thật. Em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh. Vậy là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên. Chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu em yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đâu em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai điên coi ta? Trời ơi, ai điên em tỉnh đi trời. Cảm ơn Mã Duy Ngọc và diễn viên Khả Như đã hỗ trợ cho phần dự thi của Mạc Văn Khoa. Mấy cái đứa này mọi hôm đông lắm, bữa nay chỉ có một đứa. Xin chào quý khách tới với tour du lịch đặc biệt có 102, có 2 thì không bao giờ có 1. Tour du lịch Vô Rừng Tự Sát. Vô Rừng Tự Sát là một trong những tour du lịch dành riêng cho những ai cần chết, muốn chết và bắt buộc phải chết. Và đây, hôm nay là những người có nhu cầu muốn chết. Muốn chết. Biển là bạc, rừng là vàng. Muốn chết thì lết vô rừng. Chết để làm phân bón rừng. Rừng tự sát giúp đời tan nát. Rừng tự sát giúp mình giải thoát. Yeah! Rất có khí thế để chết. Ê, anh ơi, bây giờ anh phải làm sao cho tôi chết liền ngay hôm nay. Tôi không muốn sống một giây, một phút nào trên cái cõi đời này hết á. Anh ơi, cho em chết trước đi, em khao khát được chết, không muốn sống chứ ơi, cõi đời. Cái con này, sao lúc nào mình cũng tranh giành với tao hết trơn vậy hả? Cho con chết trước. Công ty chúng tôi là công ty uy tín. Công ty chúng tôi cần biết vì sao khách hàng muốn chết. Là bởi gì? Cục vàng ơi, anh đâu rồi? Anh đây nè. Trời ơi, làm ta đợi lâu chết không hả? Mèo. Khoan đã. Bữa nay anh mệt quá, nghỉ một bữa nha. Trời ơi, nuôi cả năm trời đâu có làm ăn gì đâu mà mệt. Thích không anh? Thích. Mày hả? Em làm gì vậy? Nhà gùi quá anh ơi. Em sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh của người già. Núi non sụp đổ. Bên này mà. Bên này. Bữa nay anh có bà đầu sáu tay hả? Đâu có, anh có một cái đầu à. Bà đó, bà coi lại bà đi nha. Già rồi còn ham trai trẻ, đồ mất nết. Ủa trai trẻ không ham, ham gì mày? Còn mày kìa, trời ơi trẻ trung mà cái kìa, đuôi mù. Cuộc đời của mày chỉ nhìn đời bằng hai mảnh ve chai mà thôi. Kệ tôi, anh thấy bà chửi em không? Bây giờ, anh tính sao? Thật có để nói anh biết phải làm sao đây. Khi tình yêu anh ở giữa hai ngã đường, một người trao anh niềm tin, một người anh trao hy vọng. Con đường tình phải chỉ đường rẽ đôi. Không! Rẽ đôi bây giờ! Anh chọn đi. Nếu như anh không chọn tôi sẽ đi chết. Mà anh biết rồi đó. con cháu của tôi thì rất là đông. Nếu mà tôi chết đi, 500 con cháu của tôi sẽ đến đây xử anh. Còn tôi, gái còn Trinh mà tự tử vì tình, ngày mai báo sẽ đưa tin, lúc đó cái mặt tôi trình in. Anh tự liệu lấy thân mình. Bây giờ anh chọn đi. Giờ anh phải làm sao chọn đây? Khi tim tất cả hình dung vui buồn cùng em, nhưng lòng đã mang ước thề. Bao lần xe chia cùng anh, nhưng lời nồng ấm anh trao chẳng lẽ chỉ đến như giấc mơ. Thôi mày, ba, tại sao vậy ba? Mày, con ở trường ăn học cực khổ, còn ba thì ở nhà cùng với hai người đàn bà xa lạ. Quay em Di Mỹ à? Bà có biết ba làm như vậy, mọi người ở trên trường và bạn bè trong lớp con sẽ dị nghị con ghê lắm. Ê, dị nghị họ còn xa lánh con nữa. Xa lánh Bà như vậy thì con còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa hả ba? Nếu bà chọn hai người này, con sẽ đi chết cho bà vô đâu. Mày à, mày, anh đứng lại, anh chọn đi, anh chọn tôi hay nó. Bây giờ anh chọn đi. Đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa mà. Mấy người đừng làm phiền tôi mà. Đủ rồi. Đừng bắt tôi chọn ai, anh đủ rồi. Mấy người phiền quá đi chết rồi. Chuyện là vậy đó. Xuất sắc. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cảnh hồi tưởng nó đáng chết như thế. Ba người sinh ra là để chết. Và xin mời khách hàng đến với gian hàng tự sát. Ôi trời, ôi có luôn hả? Xin giới thiệu với khách hàng, đây chính là gian hàng tự sát. Trên gian hàng này của chúng tôi sẽ có những lá thăm. Tương với mỗi lá thăm là một món đồ. Khách hàng bốc phải món đồ nào sẽ chết phải món đồ đó. Nào bốc đi. Tôi nghe nắng bên em rơi đầy, mình đến đến số tan đêm dài. Sao lòng ta còn nhớ nhau hoài? Tô mì cay. Có đũa đâu ăn trời. Ru con mẹ, ru con cả cuộc đời. Ru con mẹ, ru con té lẹ phồn. Có phồn đây. Ngày nào mình mới quen nhau, anh trước em sau, ta cùng nhau sánh bước ra mình hẹn ước cùng nhau. Anh mắt đổi trao qua bao lời thương tiếc nhớ dùng, mình chỉ mới quen nhau mà sao nghe con tim bội hồi sau suy ngước nguyện từ đây ta trọn kiếp bên nhau. Rồi bỗng dưng cơn mưa từ đâu kéo tới làm thấm ướt da em, thấm lạnh bờ môi mà lòng nghe bối rối biết nói gì đây. Dù năm tháng cách xa nhưng em vẫn nhớ nhau mãi phút em đẹp. Một cây kèm có kìm đây, có kìm đây gần chết mà hơi dài dễ sợ á. Như vậy là chúng ta đã kết thúc gian hàng tự sát. Trên tay mọi người là 3 món đồ rồi. Bây giờ chết đi. Ôi, con này sao chết được? Trời ơi, cái món đồ nào cũng chết được hết đó. Bây giờ nhìn món đồ mà tìm cách chết đi. Không ơi, nhưng mà em cầm cái kìm rồi sao em chết? Cắt móng tay chết. Cắt móng tay sao chết? Cắt móng tay, cắt nhầm vào thịt mất máu chết. Rồi bao lâu mới chết? 6 tháng. Trời ơi, em muốn chết liền. Cầm cây cưa, cưa tay đi. Rồi bao lâu mới chết? 6 phút. Cảm ơn anh. Qua bên kia chết đi. Người tiếp theo. Tôi. Bốc chúng cái gì? Tô mì. Mì gì? Mì cay. Cấp mấy? Cấp độ 1. Ăn đi rồi chết. Cấp độ 1 ăn sao chết trời? Cấp 100 rồi đó. Con kia chết đi. Ôi yeah, được chết rồi. Người tiếp theo. Rồi nuốt chọng cái này hả? Bà bị điên à? Chứ sao? Bốc chúng cái gì? Điện thoại. Mở khóa ra. Cắt. Thấy game không? Pokemon Go. Chơi đi. À, mấy cái chỗ kìa. Pikachu bị xe đụng chết rồi. Trời ơi. Ủa chiếc xe nó không đụng chị à? Không. Chị thấy chưa? Đến Pikachu còn bị xe đụng chết, chị cứ chơi đi kiểu gì chị cũng bị đụng chết. Trời ơi, ta muốn chết liền chứ không phải là chết chị đâu. Chết gì trời? Trời ơi, công ty chúng tôi muốn mọi người chết làm sao độc đáo cho nó lạ để có ấn tượng. Không, tụi muốn chết liền à, chết ngay liền à. Mày quá bây giờ chết theo kiểu truyền thống đi. Cầm mấy người chai thuốc giày uống vô rồi chết đi. Mày... Trời, nãy giờ ông đưa đại đi. Vậy nha. Vậy đây. Tôi sẽ chết để cho anh ấy ân hận vì cái chết của tôi mà bỏ bà. Trời, xin lỗi mày à, mày dám chết tao không dám chết à. Trời, tao nói cho mày biết nha, Tao mà chết đi, ảnh sẽ là người thương tiếc tao và bỏ rơi mày. Thôi đi, nếu con mà chết, ba con sẽ bỏ hai người mà thương tiếc con. Vô, vô. Vậy là sắp có thêm ba người ăn cháo của tôi nữa rồi. Ủa, chị nói ai vậy chị? Tôi nói mấy người đó. Ủa bà ơi, bà nói vậy là sao bà? Thì mấy người sắp sáp nhập vô trong khu rừng này rồi mà. Ủa tụi tôi chưa chết mà. Mấy người muốn thấy không? Thấy gì? Bạn. Gì vậy? Bạn ở đâu? Đó là những quan hồn chưa tận số, nhưng đã chết vì tự sát. Và quan hồn của bọn chúng lẫn quẩn trong khu rừng này, mãi mãi không được siêu thoát. Đi đi về. Đi về. Không đi đâu. Sao vậy? Đừng chết. Sao tự nhiên về? Anh hướng dẫn viên ơi. Trời ơi, tôi không muốn chết mày. Trời ơi. Trời ơi, tôi không muốn chết mày. Trời ơi. Trời ơi. Trời kêu rồi mày. Tôi không muốn chết. Cho tôi về nhà để tôi không chết đi đâu. Được rồi. Nói thế là người ta chết thật đó. Diễn tốt lắm. Thằng Tây đó. Đừng lương mấy đứa ơi. Rồi, bò không thoại 50. Cái gì mấy bữa 40, bữa nay 50 còn xỉu cái gì. Này, vào chia cho anh em. Tôi nhận lương 2 phân đoạn lận. 55.000. Vô trong đi. Tôi muốn chết. Trời ơi. Nè, sao tự nhiên giả ma giả quỷ hù tụi tôi vậy? Ủa thế mấy người có sợ không? Sợ mà mày đặt đi chết à? Tại sao các người lại không biết quý trọng mạng sống của mình, trong khi biết bao nhiêu người đang hàng ngày đấu tranh để giành giật sự sống? Các người hãy nhìn thấy thân thể tôi đi, hãy nhìn nó đi. Chỉ vì một lần ghen tuông mù quáng, tôi đã tự sát bằng cách châm lửa tự thiêu mình. Cũng may là tôi còn sống, nhưng mà nhờ vậy tôi mới biết được cuộc sống này còn nhiều hy vọng, còn nhiều niềm vui, còn rất là nhiều điều ý nghĩa. Vậy thì tại sao lại phải chọn cái chết, một cách chết vô nghĩa như vậy, đúng không? Cũng chính vì lý do đó mà vợ chồng tôi mới thành lập nên cái công ty này. Công ty tự sát này không phải là tự sát như trong quảng cáo đâu, mà phương châm của chúng tôi là... Là gì? Cảnh tỉnh tự sát. Trời! Chị em là ai mà báo trang trái nhìn em là sai? Chị em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô là mẹ còn cam đấy mà. Ô là ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey. Con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ dẹp luôn đi. Mẹ hát hại não luôn đi. Hát với con hại lợi luôn à? Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bế. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Ôi, cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá để nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con mẹ thương nè, con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi thương nè, từng của mẹ nè, nói cho mẹ nghe đi. Ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi, thôi mà mẹ ơi, con đốt rồi. Bà lớn rồi. Thầy ơi, thầy ơi, bà cám, bà cám. Bà con gái ở bên có ác quá vậy? Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà, ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà mà đâu đốt. Rồi ra chuồng heo ở với mày. Thế mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đàn thân thân này cuốn cám kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đến thôi rơi rụng. Thôi mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Đẹp. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. À, không có con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. Ê, không phải, không có ai dám đẹp bằng con. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng con. Trời ơi, dối lòng quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội ấy, mình không chỉ mặc đồ đẹp, mình không chỉ hát hay, mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Nhảy đi mẹ. Nhảy đi. Rồi nhảy. Rồi tới chừng nào? Tới sáng luôn mẹ ơi. Nó đang đổ lỗi với bà ơi. Quay đi mẹ, quay đi. Quay đi mẹ ơi. Quay. Bà chưa mẹ. Bà ơi. Bà ơi. Nó làm gì đây? Bà ơi mẹ ơi. Tạo sáng mẹ ơi. Con đã đẻ ra mẹ. Ba nấu cả mày cả ra nó cay. Quốc già với mày nha. Bỏ với mày. Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi, trời ơi, trời. Trời ơi, ngồi xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè, trời ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha, con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy. Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không chỉ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè. Chị Tấm kỳ lắm. Ủa, Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải. Con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho chó con? Không. Cho chó mẹ? Không. Cho chó cha? Cái đầu mẹ toàn chó thế. Mày chửi tao hả? Không phải. Chị Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghi lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị ấy giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cắt ra. Mẹ làm gì? Mẹ nhảy xuống. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bống. Bà cám ơi, bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó văng lên, con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết con cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn đi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, tâm nó tại sao vậy con? Út mẹ ơi, mày nấp đi, thằng Mạnh này nó thốn nghe. Bóng ơi, bóng, chị tắm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tắm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có ngồi nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nó sao con? Bóng là bóng là bóng là bóng, bang là bang là bang là bang, bóng xà bang là bóng xà bang, bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang 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 bang. Đâm bang coi mẹ ơi. Bóng bóng bang lên cơm dậy cơm bạc nhà ta chứ cơm hộp cháu qua nhà người. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi. Bắt cho nó đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Lúc từ nãy giờ kêu chết luôn cái lần này. Bắt đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Ai, con ơi. Con ơi chết rồi. Con cá sấu. Con cá sấu nó cắn mẹ. Cá sấu. Ê, mẹ ơi. Mẹ ơi chết rồi rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi. Ủa Cám, sao em hốt hoảng quá vậy? Chị. Dạ. Chị đã giết mẹ rồi. Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? Đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là bé bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao. Đánh nó. Đánh nó. Rừng xanh, người xanh. Rừng xanh này cục cưng xanh lè. Để xanh lè thấy ghê. Ta đưa chân, ta vô tay, ta hãy nhảy cùng đi cho qua hết ngày rồi năm, qua ngày rồi năm. Ta kể 3 tháng 5 nha. Oh yeah. Ta xoay hông, ta xoay lưng, ta khiêu vũ tào lao si ba chào nào quào đi ta nào cào đi. Cuộc đời ta là của ta. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ngọc rồi. Hên ghê. Yeah. Trời đất ơi, hồi nãy cháy rừng quá trời luôn, tôi mém chết cháy đó, Hên lấy giò sen này tự cứu tôi nè. Ôi. Ê, cái giò sen này lấy nguồn nước từ đâu vậy chú? Từ lòng tin của con đó con gái. Để con cho. Mát chưa? Trời ơi mát quá con ơi, nước ở đâu mát dữ vậy? Nước mưa đó. Ủa, cho tôi biết coi, cho tôi biết coi. Mát chưa, mát chưa? Mát lạnh ngày hè. Ở đâu vậy con? Nước muối á. Cho tôi miếng với, cho tôi miếng với. Mát chưa, mát chưa? Ôi trời mát quá con ơi, nước gì vậy con? Nước miếng á. Nãy giờ tưởng dầu xả không luôn á. Đem dẹp liền đi. Nói này, đứng yên đây cho chú. Nghĩ sao hả? Khu rừng mình đang mình đi nè, con đốt cháy rừng xong còn cho chú tắm nước mời yến nữa làm sao? Bước đi dành một ngựa. Dạ. Thôi, nghiêm túc, tập trung vô tôi nè. Đây là bị cáo. Tại sao vậy hả bị cáo? Tụi tôi hết lòng yêu thương bị cáo, đem bị cáo về rừng nuôi, mà hở một chút là bị cáo đốt rừng. Và vậy hả bị cáo? Tại lỡ tay đốt thôi, chứ thật ra không có muốn đốt. Nè, hãy mỉm cười cho qua, bởi vì sống trong cuộc sống này là chúng ta phải biết yêu thương. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Nhớ ghê luôn á. Nhớ cái ngày đó tôi với mấy ông đi ngang qua bụi cây, cái nghe tiếng khóc que que của đứa trẻ à. Cái tụi tôi hả tủa ra đi kiếm. Trời ơi, thấy con bé nó đỏ hỏn nằm dưới gốc cây, thấy thương lắm. Thương ơi là thương, đem về nuôi. Cái nó lớn dần từng ngày, rồi nó biết chạy nhảy, nó biết quậy phá, nó biết đá đổ cái đèn dầu cháy rụi cái lông mài của tôi. Cái tôi mới hỏi nó ra: con ơi, con làm cái trò gì vậy? Con lỡ chân. Con bé lỡ chân là đúng rồi, nó còn nhỏ quá mà. Tôi nhớ vào lần sinh nhật lần thứ 10 của nó, nó thổi cái bánh kem sinh nhật, thổi sao thổi lửa cháy nhà tôi luôn. Lúc đó nó nhìn tôi, nó nói ngây thơ là: con lỡ miệng. Sống trong đời. Yeah. Con qua đây. Chú cá nói cho con nghe nha, con quậy lắm rồi, từ nhỏ tới bây giờ dạy không bao giờ biết nghe. Bây giờ chú không cho con ở đây nữa, con đi đi. Thôi nè, đừng có buồn, đừng có khóc. Ổng nói vậy thôi, chứ làm ơn làm phước đi thiệt nha. Đi luôn, đừng qua nhà tôi ở nữa. Sao vậy? Sao chăng gì nữa? Mấy người là con người, tôi là con trăng. Cái nhà, cái ổ trăng của tôi nó nhỏ bằng cái đường hẻm thôi nè. Từ ngày cho mấy người chui qua ở, cái hẻm mới thành cái hầm Thủ Thiêm rồi. Thấy nhà con trăng nào trước nhà có chạm thu phí không? Hôm bữa đi về trễ sau 10 giờ đóng nắp hầm không cho vô nhà luôn. Nè. Nè cái gì? Không nói nhiều. Đi. Rách da chăng luôn rồi. Ê, từ bỏ cái ý định mè nheo đó đi nha. Tôi không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng đó. Khi mà tôi vừa mới thức dậy thì tôi thấy nó lấy trứng của tôi, nó làm hộp gà ấp la ấp lết. Trời đất ơi, ăn uống gì mà sát chim vậy con? Đi. Bây giờ hả, mấy chú quyết định rồi, không cho con ở đây được nữa. Không nói nhiều. Đi. cho tôi nơi đây là nhà, cho tôi từng ngày trôi qua. Nghe như ai đi qua đây vài lần, nghe như sương đêm rơi rơi thật gần. Mười mấy loài thú mà kêu có tiếng Á là tôi sợ thiệt chứ trời. Ba người đuổi cục cưng đi rồi. Ba người ra đây làm cái gì vậy hả? Cục cưng á là tên mà ba chú cố tình đặt cho cưng từ hồi nhỏ. Cục là cái họ, cưng là cái tên, chứ không phải thấy tên cục cưng ha, suốt ngày nhõng nhẽo hoài, người ta dòm nhưng người ta chịu không nổi. Làm cái gì? Ba người làm cái gì vậy hả? Vậy thì thôi, cấm tiệt làm cái hành động đó nữa nghe chưa? Giải tán. Ba người làm cái gì? Thôi lỡ tay mà con gái thôi, lỡ tay mà thiệt tình. Bây giờ không nhõng nhẽo hoài được, con phải lớn, phải trưởng thành đi. 18 tuổi đầu rồi hiểu không? Với lại nếu như ngày hôm nay con chững chạc là một người phụ nữ thì con sẽ có một may mắn, con sẽ có được tình yêu. Đúng vậy. Nhưng nghe chú hỏi, con muốn lấy trai hả? Nên nhớ, kìa nhìn con đi, con như cái bông bập, đẹp như trong sớm mai cục cưng à. Và con đang muốn đi vì chàng trai đó. Dạ con muốn, vì con nghĩ anh ấy yêu con rất nhiều đó mà. Ta thật lo cho cái nết của con. Sao vậy cá? Nhìn thì trông rất xinh nhưng nào có nết, yêu điên cuồng và không nghĩ suy. Mình thích là chơi. Tờ chú nói nghe, sống ở thế giới kia có bông gian quỷ mà bé à. Vậy hả chú Cú? Tờ chú nói nghe, với cái nết của con sẽ có lúc bé Bi bị đánh. Tán bên này bên kia, sáng có một bạc tai, coi bé lại và chơi lên nóc nhà. Không! Nếu cục cưng chịu ngoan, nếu cục cưng chịu nghe, và sẽ yên tâm hạnh phúc bền lâu. Thế đó bé thấy chưa? Bé nó đã hiểu nha. Mày mà bớt nha, đừng nha. Khi mong ước bé Bi như thần thì bé là tiên. Trời ơi đừng có nấp lùm la thùm mày hết hồn mà. Trời đất ơi nó la giật mình à. Nè ba người đừng có lo cho con đã tính toán kỹ lưỡng hết trước khi gặp trai rồi. Con ơi, con hả non nớt lắm, con chẳng biết gì ngoài đời hết trơn á. Bây giờ gặp trai là chuyện hệ trọng á. Ông này ông nói đúng đó, chứ bây giờ hỏi con là ở đâu ra một chàng trai nói tới yêu mình là mình tin ta yêu mình thiệt vậy? Con tin đó, tại vì anh ấy, con cảm thấy anh ấy rất là thật lòng với con. Anh ấy yêu con, anh ấy giống như là từ trên trời rơi xuống vậy đó. Bộ thiên lôi hay gì trời rơi xuống? Anh ấy giống như là từ dưới đất chui lên vậy đó. Con quen thổ địa hả? Anh ấy xuất hiện trước mặt con một cách tự nhiên. Cái đó ném về âm binh rồi. Mệt quá luôn á. Con nói là ba người tin con đi, con sẽ tự chịu trách nhiệm về tình yêu của mình. Cục cưng ơi, cục cưng ơi, em ở đâu? Cục cưng để con trai tới. Nè, giữ cái lòng tự trọng, đừng cho nó đánh rớt rồi kìa. Lụm có lòng tự trọng lại rồi. Cục cưng ơi, em đang ở đâu? Cục cưng ơi, trời nói là có thể con sắp được đi lấy chồng rồi á. Con đây có sắp đi lấy chồng rồi. Nhỏ này trai tới thì phải giữ cái nền cho nó nã. À là con phải nết na nình nã. Đúng rồi, con sẽ đi nã nó. Có ơi, trời ơi, con mới quen nó chưa có thân với con nã nó sợ nó chạy luôn đó. Vậy con phải nã người thân. Đúng. Xong. Rừng xanh này giờ chỉ còn ta và anh ấy. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. Điều buồn nhà nhà buồn lên trên đôi hàng mi. Thôi. Em ơi, hát như đó đủ rồi. Ôi, em đã khiến cho trái tim anh xao xuyến. Em à, anh đã phải lòng em rồi. Vậy còn em? Em không thể không phải lòng anh. Vậy còn chần chờ gì nữa? Anh sẽ đưa em đến bến bờ của hạnh phúc. Nơi đó sẽ có anh, có em và có cả chú Trăng nữa. À, tình yêu mình liên quan gì tới con Trăng vậy? Liên quan với em. Phải có con Trăng thì tình yêu của hai đứa mình mới hạnh phúc được. Tại sao có chú Trăng chúng ta mới có thể hạnh phúc? Bởi vì chú Trăng có một bộ da rất là quý. Chúng ta cần bộ da đó, đem bán đi, lấy tiền, lo cho cuộc sống của hai đứa mình. Lúc đó hai đứa mình sẽ thật sự hạnh phúc. À, vậy thì cần gì mình phải bắt chú Trăng đi. Chứ bây sao? Giờ mình chỉ cần chiêu chú Trăng ra đây, xong mình lấy cây dao mình dọc cái rẹt, mình lột da chú Trăng, mình đem đi. Chú Trăng sẽ ở đây, không có gì bao bọc quanh người. Lúc đó chú Trăng sẽ chết. Anh có em mà không có Trăng được không? Không. Anh có Trăng mà không có em. Được. Vậy anh yêu em hay yêu Trăng? Yêu Trăng. Cái gì? Không phải. Ý anh nói á là anh yêu em hơn yêu Trăng rất nhiều. À, em hiểu rồi. Em hiểu. Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ đi theo anh và cả chú Trăng nữa. Anh chờ em chút nha. Nhanh nha. Trăng cứu cá. Mấy chú ra đây làm đám cưới cho con nè. Từ đây ta tuyên bố hai con là vợ chồng của nhau. Chú cá, bình tĩnh. Nào chú Trăng, chào tạm biệt mọi người, chúng ta đi lấy chồng. Ủa tình người viên Trăng hả? Thôi, hai chú cháu lấy chồng vui vẻ nha hai đứa. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Tạm biệt con. Nào, chúng ta hãy cùng chuẩn bị lên đường. Ôi. Ủa con sao vậy? Dạ. Ê, em ơi, em làm cái gì vậy? Anh đi đi, em không đi đâu. Em giỡn hoài à. Anh đã chuẩn bị tương lai cho hai đứa mình rồi. Bây giờ em lên thuyền thôi, mình đi nè, lẹ lên. Anh đi đi, em nói thật đó, em không đi đâu. Tại sao em không đi? Tại anh không yêu em. Em à, em nói gì vậy? Anh không yêu em thì anh yêu ai bây giờ? Anh yêu bản thân mình. Nếu như anh yêu em, anh chỉ cần có em là đủ. Anh cần chú Trân để làm gì hả? Anh đừng giả dối với em nữa. Nếu như anh yêu em thì chỉ cần có hai ta là chúng ta có thể đủ hạnh phúc rồi. Anh chỉ biết lo cho lợi ích bản thân anh. Anh muốn bắt chú Trân để mà kiếm tiền. Anh đi đi. Anh hãy nói. Anh nói là anh không yêu em. Anh không yêu em có đúng không? Đúng như vậy. Phải đó. Cô nhìn lại cô đi. Người không ra người, thú không ra thú. Cô sống với cái lũ này á, suốt đời cô sẽ là một con thú. Người sống như thú là anh đó. Anh sống không có tình người. Anh ích kỷ. Nếu như anh nói anh yêu tôi, vậy thì anh có biết tôi được sinh ra và lớn lên như thế nào không? Anh chỉ cần biết em hiện tại là được rồi. Đúng. Và tôi cũng đang biết con người của anh hiện tại đó. Anh xin lỗi. Anh đã lỡ lời. Anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi. Anh chấp nhận bây giờ chúng ta sẽ rời xa nhau. Nhưng xin em, anh xin em, hãy cho anh một chút hạnh phúc còn sót lại được không? Cho anh xin một chút kỷ niệm thôi. Cho anh lấy chú Trăng nha. Đi đi. Cho anh xin chú Trăng nha. Đi đi. Được. Anh nói nhỏ nhẹ mà em không nghe. Vậy thì buộc lòng anh phải dùng biện pháp mạnh. Qua đây. Qua đây con dân. Lại đây. Thôi. Nhưng nãy giờ đủ rồi. Ê, ê, không giỡn nha, không giỡn nha. Nè, nãy giờ tao suy nghĩ hoài, tao không hiểu lý do tại sao mày muốn lấy tao. Tao cứ tưởng là mày yêu tao. Thì ra là mày muốn lấy cái bộ da của tao à. Mày sai rồi. Nếu như mày xin thì tao cho. Còn nếu như mày làm tổn thương tới cục cưng của tao, ha, nhắc lại một lần nữa, mày sai rồi. Mày sai rồi. Mày muốn lấy một mình con Trăng, mày không lấy tao là sai rồi. Mày sai rồi. Mày sai rồi. Nãy giờ tao không nói gì là tại tao không biết chuyện gì. Và bây giờ tao đã biết chuyện gì, tao vẫn không có gì để nói. Mày sợ chưa? Mày sợ chưa? Mày cười nữa đi. Cười nữa đi. A hi hi đầu ngốc. Nè, anh em ơi. Ôi, ẵm con gái chúng ta lên. Chơi nó cho cha. Chơi luôn. Con gái ơi, con hãy sử dụng tuyệt chiêu mà ba chú dạy cho con từ nhỏ tới bây giờ. Yeah. Từ sâu dưới lòng đại dương có rất nhiều loại võ, như võ cá mập, võ cá voi, võ cá heo, và đặc biệt võ tắc thiên. Gì vậy? Con tưởng con Phạm Văn Băng. Không có, con Nguyễn Kiều Cảnh Thơ. À gì hả? Ừ. Và đặc biệt võ Cẩm Thơ với tuyệt chiêu nốt đố thần công. Hey. Ta còn sống. Gì sống trai dữ vậy? Còn sống thì để ta vào thời tiền sử bắt nguồn cảm hứng từ những loài trăng sống lâu năm ở trên núi. Môn võ trăng ấy được mang tên trăng ga gối nệm. Còn môn võ công thì đánh sao? Châm trăng lại đánh. Trời, đứa nào đánh? Rồi sao quýnh lại bả? Nói lại, ai đánh? Rồng xanh. Tuyệt chiêu cuối cùng, thả trôi sao. Ê, 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 ê. Đừng có quýnh nhau. Nghe, ui da, trời ơi, quýnh tôi đi. Tại da, tôi á. Ui da, cái gì vậy? Thôi bỏ, nhiều chuyện. Đánh nó dữ vậy? Trời, con người ta khờ mà cũng dắp con người ta làm sao? Quýnh siêu nhân quá trời luôn. Có đau không? Con đau quá trời quá đất luôn. Dạ thôi không sao, không có bị gì là hời. Buồn xã hội nó buồn quá ông Tư. Vậy nhiều lúc ông Tư thấy gì cũng muốn thoát khỏi cái xã hội này ghê đó. Một cái xã hội mình tính nó là xô bồ, xô bộn, xô xát, xô đẩy, xô chậu, xô bít, mệt mỏi khỏi thi nữa đi con. Cái gì vậy? Nó bậy bậy xô khỏi thi là sao? Chứ sao con? Con nói ông Tư nghe, nhiều khi con muốn thoát cái xã hội năm Tư. Một cái xã hội bon chen, bon sai, bồng bon sô cô la, sữa ốc gà, kem chuối nhủi rớt luôn. Ủa con muốn rớt rồi. Con không biết con nói gì luôn á. Mà con khờ quá con khờ mà con ngu tiền đòi rớt là sao con? Đứng đây đi, coi khách vô kêu cà phê cho ông Tư. Nóng, cái áo này nóng. Ủa tính tiền, ủa sao mọi người đi hết rồi chưa ai tính tiền gì vậy? Ê trời ơi. Ủa nãy đông lắm sao đi hết trơn rồi? Dạ bạn con hết á. À mấy người nãy bạn con hết trơn á hả? Dạ dạ. Thôi giờ tính tiền cho ông Tư nghe. Dạ. Sáng giờ bé ăn gì vậy? Dạ, một tô hủ tiếu một cục xương, một tô hủ tiếu hai cục xương, với lại một tô hủ tiếu thịt với bò viên, một tô hủ tiếu có thịt không có bò viên, một tô hủ tiếu có bò viên không có thịt, với lại ba dĩa bánh bèo. Tao cảnh cáo mày nha, món có dắt bạn tới ăn thì 10 đứa ăn một món chung thôi. Dạ không được, nó thích cái gì thì nó ăn cái đó thôi chú Tư. Ăn chi đa dạng ngôn hầu rồi bây giờ tao không biết tính làm sao. Dạ. Có tính giùm coi thờ. Có tính chết luôn, để tính coi. 6 tô hủ tiếu, một tô hủ tiếu hai cục xương 18.000, một tô hủ tiếu một cục xương 15.000, một tô hủ tiếu thịt bò viên 13.000, một tô hủ tiếu không thịt không phải có bò viên 10.000, một tô hủ tiếu có thịt mà có bò viên 10.000, 60 10 60, 8 cộng 5 cộng 3 là 16 16 là 76.000, 76.000, ba cái bàn mỗi cái bàn 20.000, ba cái bàn là 60.000, 10 mấy cái ghế, 6 cái ghế, mỗi cái ghế 15.000, 6 ghế là 90.000, 90.000 cộng 6 cái ghế là 150.000, 150.000 cộng 121.000 là 171.000, cộng thêm tiền sang mặt bằng là 1 triệu nữa, cộng đồng là 1.701.000. Chết tôi rồi. Trời anh ơi, anh vậy đi. Trời ơi, vậy anh ơi. Ông Tư tính tiền chứ mới sang mặt bằng con. Trời ơi. Con bây giờ con đừng có tính bằng lời nữa, con tính nhẩm đi, là nãy giờ hiểu hủ tiếu hết nhiêu tiền. Dạ dạ. Nhẩm trong đầu này đừng. Túm lại là bao nhiêu vậy anh? 121.000. 121 đó con. Dạ. Dạ, rồi thôi thưa chú đi, cảm ơn anh. Ê khoan con. Dạ. Nó mới tính tiền đồ ăn đâu, tiền nước nữa chi. Nhưng mà hên đi con nghe, ngày hôm nay quán của ông Tư khuyến mãi nước. Ủa khuyến mãi hả? Khuyến mãi tới nóc luôn. Ôi vậy thôi khỏi trả rồi đi về. Không, khuyến mãi phải miễn phí đâu, không trả tiền. Đâu có tính. Nó không thiệt luôn. Nghe tao tính nè. Hồi nãy là như là 4 ly cam giác ly 15.000 tao giảm 15%, 3 ly sữa đá là ly 8.000 giảm 81%, còn 3 ly chanh dây ly 12 giảm 21%, còn 5 chai nước ngọt nữa tổng cộng 10.000 chai. Mày giờ tao tính mày giảm 17%, chai thứ 2 giảm 15%, chai thứ 3 giảm 13%, chai thứ 4 giảm 19%, chai thứ 5 là trả góp không lãi suất. Chú ơi, thôi bây giờ làm ơn là chú tính giá gốc giùm con nha. Chú bỏ qua cái việc khuyến mại với giảm giá luôn đi. Ông Tư khợn con thiệt luôn. Bây giờ tổng cộng là bao nhiêu ly? Ra 15 ly đó. 15 ly thì bây giờ ông Tư quy là 15 ly trà đá đi, 1 ly 500 là 8.000 trả đi. 8.000. Con ơi, cam giác ông Tư là hết 18.000 ly. Đưa tiền vô chứ rồi để khó tính. Tao đi quy định 500 một ly đi cho nó dễ tính. Tao nói bao nhiêu lần rồi, cũng nhờ vậy mà từ quán lớn xuống quán nhỏ rồi không nghe. Tại cãi qua đứa 8.000 đấy. Dạ, dạ có 10.000. 10.000 hả? Dạ. Thối 2.000 ông Tư. Thối cho người ta đi, đừng có ăn cắp vặt nha. Sáng giờ toàn tiền chẳng không tiền lẻ. Đưa đây, đưa 10.000 đấy. Nè, cầm về đi rồi bữa nào rảnh rảnh qua trả cũng được. Nói được nghe. Được không chú Tư? Được. Được. Dạ con chào hai chú cháu siêu nhân con về. Dạ. Con ơi, nó về sao ông Tư đòi tiền nó được con? Sao lâu người trong xóm mà ông Tư ơi. Không có, nó khách vãng lai, ông Tư biết nó là ai luôn á. Tao vô làm đi con, phá đồ này nọ luôn đi. Mỗi lần nó muốn làm siêu nhân là tôi hết tiền đi siêu thị. Bác Tư, anh khờ, hai người ăn gì chưa vậy? Bác Tư, tao có nấu xôi cho bác Tư một gói nè. Anh khờ, làm gì vậy? Nè, cho xôi nè, có lấy không? Không lấy đi à? Xôi đi. Nó nghe nè. Dạ. Nó thích bay đó. Bất Tư chọc con hoài hả? Trời. Anh khờ. Nghe. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó. Khờ cũng có nhiều chuyện muốn nói với Linh lắm. Vậy hả? Linh có nhiều chuyện gì mà muốn nói với Khờ vậy? Anh khờ. Còn nghe nè. Em đi làm nha. Nha. Trời ơi con bé tao nói đẹp lai láng mà duyên dáng có một phân à. Thôi vô đây phụ ông Tư pha cà phê nha con nha. Tụi bay tản ra đi, tao đi hỏi đường. Cái gì Tư? Sao tung lắm vậy? Gì đây? Mấy người làm gì tôi vậy? Làm gì? Làm gì? Nó khờ mà chơi cuốn này chắc học ngu luôn quá. Mấy người Mấy người biết gì cuộc đời của tôi chưa? Biết gì cuộc đời của tôi chưa? Mày có bị điên không đời mày biết mắc mới là tao biết. Tự nhiên mày hỏi tao. Sao không biết? Tại sao không biết? Tại sao không biết? Biết không? Mày biết không? À không. Tại sao không biết? Tại sao không biết? Phải biết. Biết cái gì? Biết cái gì? Từ nãy giờ mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mày biết không? Ghê chưa? Nhất thế gian nhiều cánh hoa mình giữa tuyết. Em đang lắng nghe tim mình lên tiếng, lên nhau hỏi câu chiều mến. Chào cậu. Chào cậu. Cậu học ca mấy? K17. Cậu học cậu? K19. Vậy là mình chung khóa đó. Hả? 17, 19 chung khóa hả? Cứ cho là chung đi. Bao lắm đó. Thì ra bọn họ là học sinh cùng khóa. Có lẽ lúc này họ cần có không gian riêng. Cậu đi đâu đây? Gặp cậu tôi vui quá. Tôi cũng vui. Cậu có thể chỉ cho mình một con đường số 25 nằm ở đâu được hay không? Dễ lắm. Khu này của mình mà à. Bạn cứ đi thẳng. Thấy cái chỗ đó không? Thấy. Đó, ngay cái ngã tư. Đèn xanh đèn đỏ. Quẹo phải. Quẹo phải nha, đi thẳng lên một chút xíu gặp ngã ba. Quẹo trái. Đi lên một chút xíu nữa. Bên tay phải có tiệm internet. Vô internet đăng nhập Facebook, đăng status hỏi đường số 25 ở đâu, ở dưới ta chỉ. Ủa vậy đó còn ai chỉ mình ta? Bà internet bà chỉ đó. Ồ, cảm ơn bà. Mình đi đi. Mà khoan đã, tìm đường số 25 làm cái gì? Mình đi kiếm người yêu của mình. Chuyện tình của bạn mà kể cho mình nghe đi. Ra đây ngồi uống với mình một ly cà phê. Được. Rồi tâm sự chuyện người yêu của bạn được không? Được chứ. Ngồi đây nha. Ê nhỏ cho hai ly cà phê. Tâm sự đi. Chuyện tình của mình liên quan tới một con heo. Bạn biết không? Người yêu của mình tên Cám. Người yêu bạn tên Cám? Mà mình để ý con chị tên Tắm. Chỉ vì một con heo mà hai chị em nó giận mình luôn. Con Tắm con Cám có dính tới con heo. Đúng. Nó làm cái gì bậy vậy ta? Câu chuyện là như thế này. Con Cám có một bầy heo. Bầy heo của con Cám chỉ thích ăn cám của con Tắm mà không thích ăn cám của con Cám. Một ngày nọ, con Tắm đi mua cám mới. Con Cám liền thấy con Tắm đi, liền bỏ cám của con Cám vô cám của con Tắm trộn cho heo ăn. Bầy heo biết được, lựa cám của con Cám ra cám của con Cám, lựa cám của con Tắm ra cám của con Tắm. Cuối cùng ăn hết cám của con Tắm mà không ăn cám của con Cám. Con Cám tức giận. Con Cám không cho heo ăn cám của con Cám, cũng không cho heo ăn cám của con Tắm. Cuối cùng hai chị em giận nha, giận mình luôn. Ông Tư gọi con chiếc xe đưa con vô bệnh viện gấp luôn ông Tư. Sao con? Câu chuyện nó sắn não con luôn rồi. Mày lớn mày chưa ngu mày. Con ta khờ mày làm nó khùng thêm nữa. Con ơi con vô cái vấn đề nào con mâu thuẫn con kể liền đi nè. Dạ bây giờ con đi tìm người yêu của con. Tìm người yêu là Tắm hay là Cám? Tìm con Nếp. Không dính một cái gì luôn á. Bạn muốn nghe chuyện của con Nếp không? Thôi hỏi đi. Tao chưa đủ làm cho mày vui hay sao mày còn tính kể con Nếp nữa? Thì mình muốn tao mày yêu chi nông sản quá. Thì Tự nhiên Nam Tư thấy con hết khờ đột xuất. Ông ơi, nó bực nó làm cho con khờ thằng nó con rối với nó luôn. Bây giờ con nếp là nó ở đâu bây giờ ông Tư chỉ cho con nè. Là con nếp nó đường số 25 đó. Đường số 25 đúng không? Ừ. Giờ ông Tư chỉ thẳng thừng nè, đi thẳng, bỏ 2 ngã tư thứ 3 là đường số 25. Sao con qua cái miệng của ông Tư đường nó ngắn ngủn vậy trời? Sao nó gần vậy ông Tư? Dễ lắm con đi đi con. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông Tư. Chào bạn. Tôi đi đây. Đi đi, đừng gặp lại tao nha. Tao sợ mày quá. Tôi đi đi bạn. Thằng này mà chung lớp con là con bầu làm lớp trưởng luôn á thầy. Nó nặng quá. Tao thấy đóng thùng mão bông là tao nghi rồi. Thiệt. Thôi dọn đồ đi đi con. Ê, Linh kìa. Em buồn. Ông Tư mặt Linh có chuyện gì buồn kìa ông Tư? Buồn hả? Linh ơi, sao buồn vậy con? Kể ông Tư nghe con, sao con buồn con? Cuộc đời con bất hạnh lắm ông Tư ơi. Bất hạnh lắm hả con? Dạ. Sao con bất hạnh? Để con kể cho ông Tư kia. Kể đi con. Lúc con vừa mới sinh ra đời, người ta đánh con như trói chết. Ai đánh Linh vậy? Nói khờ nghe, khờ đánh là người ta cho. Bác sĩ đánh. Sao bà này hình như là có gặp thằng kia hay sao, bị lây lây không? Đó. Thấy nó hơi lây lây rồi đó. Thiệt. Thôi anh khờ. Nãy giờ em giỡn với anh đó, nãy đọc truyện Tú Lâm mắc cười quá về kể cho hai chú. Trời ơi! Trời ơi! Đọc truyện Tú Lâm luôn hả? Nè, bây giờ con về sớm á là để con vô con lấy đồ rồi bác Tư của mình nó đem phát cho bà con ở đây, ai không có đồ ăn thì mình cho người ta ha. Linh nhớ cho bác cơm từ thiện. Dạ đúng rồi, bây giờ con vô hả? Nhớ cho khờ chở Đinh đi phát cơm nha. Thiệt không? Thiệt. Chở đi nha. Nhớ hứa đằng sau đừng ôm tôi được rồi. Đi vô lấy cơm nè, khờ vô phụ con. Bạn thân. Cái gì vậy? Không, không mà chết, tránh vào bên. Cái gì vậy? Ê, sao vậy? Ủa cái gì vậy? Ê, mày làm gì đâu nhỏ mày? Thì ra là mày làm cái gì? Trốn ở đây hả? Buông ra. Con làm gì vậy? Mày nhắm, mày trốn tới được bao lâu? Hả? Cái gì vậy ông Tân? Tân ơi, nó là ai mà con trốn nó vậy? Nó là ai? Giang hồ. Giang hồ? Ủa không phải bạn học con hả? Ủa giang hồ tao kiếm con chi, con làm gì nó kiếm con? Nó là gái điếm đi cái khách kiếm tiền cho tao đó. Gái điếm? Vậy thôi. Bút ra. Sao? Cái kỳ ông Tư gì là sao? Chuyện người dân nước lạ con đừng có xen vô con, nó đánh con đó. Mày làm cái gì? Trời ơi! Tao có cái áo chàng, tao là siêu nhân nha. Mày là siêu nhân. Tốt. Sợ siêu nhân, sợ siêu nhân, sợ siêu nhân. Thấy chưa? Ông Tư thấy chưa? Nó gặp siêu nhân mà áo chàng nó thành công chúa bong bóng luôn. Chơi bắt tài cái đi. Mày siêu nhân sao mày? Mày siêu nhân sao mày? Đi à? Lên! Mày! Lên! Lên! Ông ta! Anh đi đâu? Tao chơi liều đó. Ồ chơi dao à? Nó Tư. Ôi sợ lắm, sợ dao lắm. Mày biến đi. Biến không thể biến được bởi vì tôi có 3 người còn ông có 1 con dao thì làm được gì tôi. Bà con ơi, bà con làm sao ơi? Bà con ơi, đánh người nè, đánh người giết người nè bà con ơi. Ôi, gì đâu đây? Ồ, chơi đông hiếp yếu ha. Được, ông coi chừng tôi đó. Tao sẽ quay lại kiếm mày. Rút. Trời ơi, đau con, đau quá ông Tư. Trời ơi, con đau quá. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy chú Tư? Giang hồ nó kéo tới con ơi, nó đánh con cờ nè. Ủa trời, mà chơi ngu rồi bị nó đánh là phải rồi. Giang hồ nó kéo tới, chứ tụi tôi ra đây làm chi? Rồi nó nhớ mặt tụi tôi hả? Nó kéo ra đây rồi nó quýnh tụi tôi làm sao? Trời đất ơi, rảnh quá, đi về đi. Trời ơi, mới hả nhập cư vô đây mà bây giờ rắc rối quá à. Chịu không có được cái xóm này à, đi về. Trời, mấy người không có tình làng nghĩa xóm. Khờ. Anh khờ. Siêu nhân của ông Tư nè, nghe ông Tư vậy nè. Ông Tư có bị nó quýnh không ông Tư? Ông Tư không sao hết con, không Linh có bị tụi nó quýnh không? Dạ không, em không sao hết trơn á. Linh nó không sao hết con. Tư buồn quá. Sao con buồn? Con ước mơ con được làm siêu nhân. Con có sức mạnh, con bảo vệ ông Tư, bảo vệ bé Linh, bảo vệ mọi người trong khu phố. Mà con còn không bảo vệ được bản thân con nữa. Con không phải là siêu nhân. Không, con là siêu nhân. Con là siêu nhân của ông Tư. Con không bảo vệ được ông Linh, con không bảo vệ được ông Tư, con không bảo vệ được con. Nhưng mà con làm cho cái chuyện mà ông Tư không dám làm. Con làm cho cái chuyện mà những người trong xóm người ta tờ ơi, con không dám làm. Ông Tư, hôm nay con thực hiện được cái ước mơ của con rồi đó. Thực hiện được ước mơ của con rồi. Con là siêu nhân. Ông Tư không, con làm siêu nhân. Con là siêu nhân hả? Dạ, siêu nhân. Mừng quá ông Tư. Bây giờ chở siêu nhân đi bệnh viện đi, đau quá rồi. À, tụi nó đâu rồi? Tụi bay đến đông đủ hết chưa? Cặp cặp sẵn sàng. Cố cố lắm. Bên phải đủ, bên trái đủ. Dạ mấy anh ơi, dạ mấy anh thông cảm, vậy em trả tiền với anh. Dạ dạ. À anh cầm tiền giùm em. Dạ dạ anh, chờ em gửi tiền. Dạ em xin lỗi, cảm ơn. Dạ. Thôi trời, nó bây giờ cũng xong chuyện rồi. 2 cái ngàn đô mà tao với mày để dành được mày cất đâu rồi? Yên tâm, tao giấu dưới giới nè. Mày á, cất có đi rồi mua vé máy bay. Bây giờ để tao gọi cho má coi cái. Ê khoan hả? Không cần phải gọi đâu. Bây giờ tao nói mày nghe, cho dù có 2 ngàn đủ mua vé máy bay chăng nữa cũng không có tiền mà xây sở đâu. Giờ ở đâu? Ai mà gọi gì? Alo. Cái gì? Alo Trung hả? Ừ. Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Ở công viên Manhattan đang có người phát vé máy bay miễn phí để về Việt Nam. Long ơi. Cái gì? Công viên Manhattan phát vé miễn phí về Việt Nam kìa. Trời ơi, bây giờ có dù vé miễn phí về đi chăng nữa, đã nói rồi không có tiền đâu. Thì bây giờ cứ chạy tới đó lấy vé đi rồi tính. Chạy đi rồi tính. May mắn quá, cuối cùng cũng tới rồi, mặc dù tới cuối. Ho 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 ỏ ho gà. Trời ơi, ai ho mà tượng thanh dữ vậy? Ngoại nè con. Ủa ngoại ho hả? Ờ. Mà con xin lỗi, con không biết nha. Mà ngoài này tuyết rơi dữ quá, ngoại ra đây làm chi? Ờ, ngoại ra ngoại xếp hàng lấy vé về Việt Nam. Ngoại nhớ nhà, ngoại xa quê. Trước sau gì cũng về. Ngoại chờ nghe. Ho ho phổi, ho văng cái cuốn phổi. Thì nói đại là ngoại chịu không nổi đi, con nhường cho ngoại. Đứng lên nè, đỡ người nào hay người đó chứ cái hàng còn dài lắm nha ngoại nha. Cảm ơn cậu nghe. Dạ. Trung ơi, cái hàng đã dài rồi, đừng có nói chuyện nữa, ồn ào nhức lỗ tai lắm hiểu không? Trời đất ơi, đứng đợi cái chút xíu mà chuyển giới rồi hả? Tao mệt mày quá nè. Tao đang cột gì vậy? Ngoại già quá tao nhường cho ngoại. À vậy hả? Dạ. Đúng rồi, cái cậu này nè, cậu tốt bụng lắm. Dạ. Chứ không có như những người nghe đó, biết đó mà không có nhường. Thanh lên đi ngoại ơi. Cảm ơn cậu nghe. Dạ. Cười. Ê, tao thắc mắc nha, ở đây là Việt Nam đứng lấy vé, Mỹ đứng đây làm gì? Mấy cái đứa Mỹ con đó, nó thấy đứng xếp hàng đông thì chắc nó tưởng là phát cơm, nó vô nó đứng chung á. Hey guys, here we give free tickets to Vietnam, not food. Put it over there, yes, please go there. Yeah, bye bye. Mày thấy Sanh ngữ lợi hại chưa? Công nhận lợi hại thì ý, mà tại tao muốn tao qua nước Mỹ này, đương nhiên người Mỹ phải nói tiếng Việt chơi với tao, hiểu không? Thí dụ như bây giờ tao nói cái câu ê có ngon quay lại đi thì nó khác. Không tin luôn. Chắc tụi nó đói bụng á, hay mình kiếm cái gì cho tụi nó ăn đi. Mà trời lạnh vậy á, có đồ nướng ăn là ngon lắm á. À, ngoại ơi, con cần về Việt Nam. Thằng bạn con cũng cần về Việt Nam. Ngoại cũng cần về Việt Nam đúng không? Con thỏ có cần về Việt Nam không? Ý mày là ăn thịt con thỏ của tao hả? Đúng rồi. Không, cái gì? Tại sao mày lại như vậy chứ? Tại sao? Ngoài ở đây một mình côi cút. Người Mỹ người ta nuôi chó, còn ngoại nuôi con thỏ làm bạn. Ngoại ơi, không hãy cho tụi nó con thỏ nghe. Hả? Cái này nó nói chứ không phải con nói nha. Tao đánh mày quen rồi. Ngoại, cho tụi nó con thỏ để nó đi đi. Không được. Muốn ăn thịt con thỏ là phải bước qua xác của tao. Ngoại, gãi cổ rồi ăn đi. Hey guys, rồi đó, thấy chưa? Nó đi rồi hả? Nó đi rồi hả? Cảm ơn hai cậu nghe. Cậu ơi, nhường chỗ cho ngoại nha. Lên 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 lên. No! Tôi nhường cho bà ngoại thôi. Lui lại. Anh ơi, tại vì em với lại đây là người nhà á. Ủa người nhà hả? Dạ. Anh là gì của ngoại? Con. Còn anh? Chồng mở. Người già. Con. Chồng mở. Lên đi. Thì ra là mày à. Mày gì? Bao lâu nay tôi nghi ngờ bà ngoại tình, thì ra là thằng này à. Chết mày rồi. Trời ơi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Trời ơi, hai cái cậu này tốt lắm. Nãy giờ giả làm người nhà để giúp tôi lên tới đầu hàng nè. May cho mày đó. Đúng rồi, tôi là chồng demo thôi. Chào tất cả mọi người. Chào anh. Chào anh. Bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin được phát vé nha. Tụi mình nói được như thế nào? Rồi tôi xin bắt đầu phát vé từ bên kia. Còn làm sao mày? Thì nãy nói rồi đứng cuối hàng là được rồi, đô mới đang chi bây giờ ông đổi chỗ rồi đó. Ước gì thời gian quay trở lại. Để không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin bắt đầu phát vé. Dạ, hôm qua ai có đăng ký vé rồi bữa nay sẽ có vé. Ồ. À, xin mời anh Kenny Sung, Harry Potter. Rồi mọi người ơi, người ta hôm qua có đăng ký thì có vé, mình không có đăng ký làm sao có vé. Đi về thôi. Lạc Hoàng Long. Không có đăng ký sao có vé. Anh nói lại một lần nữa. Lạc Hoàng Long. Tên tôi nè. Long An. Bây giờ ở đây tôi còn có 2 cơ hội nè. Mà ở đây tới 4 người. Vậy là con cho bốc thăm nha. Bốc thăm cho nó công bằng. Rồi ai mà có chữ Z là sẽ có vé. Ai mà có chữ No là không có vé. Rồi mời mọi người. Không, bà bốc trước đi. Dạ dạ. Z. No. No. Z. Vậy là tao được về gặp ba má tao rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tao mừng quá. Chúc mừng hai người nha. Hai ông bà ơi, cái gì năm sau mình quay lại lấy vé nha. Có gì ghé tiệm phở của con ủng hộ. Rồi có gì để con có tiền làm từ thiện tiếp. Alo. Tí hả? Ừ, ba nè con. Tết năm nay ba với má mày không có về nha. Xếp hàng từ sáng tới giờ xin vé không có được. Không, bà má xếp hàng từ sáng tới giờ á mà mua hết vé rồi. Sao bà tắt vậy? Trời ơi, sao ông không bấm cái đầu số khuyến mãi? Gọi cái kiểu này á, mày mốt lãnh tiền già ra, trả tiền bill là chết luôn á. Tôi quên. Ba này con, cái gì trả nợ nữa hả? Nữa không? Tôi được rồi, để ba má cố gắng gửi tiền về cho con nha. Với lại bay cũng kỳ sao không hỏi ba má khi nào về. Nó nói sao ông ơi? Nó tắt máy luôn rồi bà ơi. Sao ông bà không chịu nói thiệt cho mấy anh chị biết? Là ở Mỹ này không phải ai cũng khá giả đâu. Ông bà cũng làm lụng cực khổ lắm mới có tiền gửi về cho anh chị. Lỗi á không phải tại con cái. Cha mẹ sinh con ra là phải biết lo lắng cho con cái. Ba má con cũng cố gắng dành dụm cho con qua đây ăn học. Mà con qua tới nơi, con không lo học hành, con lo tụ tập bạn bè, suốt ngày cờ bạc ăn chơi, thiếu nợ thiếu nần ba má trả cho lần này hết lần khác. Tới lúc con biết con sai, con đi làm, con kiếm tiền, thì ba má con giận không có nói chuyện với con nữa rồi. Cậu yên tâm đi, không có người cha người mẹ nào mà giận hờn con cái mình lâu được hết. Rồi một thời gian nữa ba mẹ cậu sẽ hết giận cậu cho coi. Còn thôi, còn tôi với bà đi về đi chứ sức khỏe bà chịu không có nổi cái cảnh lạnh này đâu. Ông bà ơi. Không ấy, ông bà nhận cái vé của con đi. Sao mà được. Cậu cũng phải về thăm người thân của mình đi chứ. Không, ba má cũng chết hết rồi. Bác cứ giữ. Nhưng mà con biết ông đang suy nghĩ đúng không? Nè, thôi bây giờ cầm luôn cái vé của con là 2 cái. Hai người cùng về với mấy anh chị, không phải suy nghĩ tính toán gì nữa hết. Ông cầm đi. Cô cậu không muốn về thăm ba má rồi xin lỗi ba má cậu hả? Ba má con giận con, là vì con không biết trân trọng đồng tiền. Nên bây giờ con sẽ đi làm, con kiếm từng đồng một, con để dành cho tới ngày đủ tiền con sẽ về con gặp ba má mà nói con xin lỗi. Con nghĩ lúc đó ba má con sẽ vui hơn nhiều. Ngoan lắm, tốt lắm. Thôi được rồi, ông bà nhận hai cái vé này, ông bà cảm ơn. Ý, có cái đàn của ai vậy? Giờ hát bài nào đi? Hát cái bài mà ở nhà mỗi lần buồn tao với mẹ hay lấy ra hát á. À, tao biết rồi, phải bài này không? Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về nhà ta thế nào? Cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài. Ô ô nước ngoài, giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa qua vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bận tuyển, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Bây giờ ngồi đó chuẩn bị học tiếng Anh theo tao qua lễ còn đi làm nè. Ừ. A. Apple. A. Apple. B. Boy. B. Boy. Phở. Phở. Ủa, phở tiếng Việt mà. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái gì phở cũng là phở. Happy New Year. Happy New Year. Năm mới tao chúc cho mày những cái mong ước được trở thành hiện thực. Tao chúc cho mày vậy á, mà tao không biết mong ước của mày là gì. Mày khờ quá à. Dĩ nhiên mơ ước của tao là được trở về Việt Nam rồi. Chết rồi, má tao gọi rồi giờ sao? Mày nghe đi, nghe đi, nghe đi, nghe đi. Alo, ba má không có giận con nữa hả? Ba má còn cho về Việt Nam chơi nữa. Con hứa, con về tới nơi chuyến này xong á, con qua lại đây nè. Con đi học, đi làm đàng hoàng. Con không bao giờ để cho ba má phải buồn nữa đâu. Má tao chịu cho tao với mày về ăn Tết rồi kìa. Vui quá à. Điều Tết xuân sang, Tết sớm vầy, Tết vui cùng người già và trẻ thơ. Bao yêu thương hân hoan gia đình. Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Tăng 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 tăng. Mãi kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Tăng. Nè, nó cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má con vô. Ờ. Trời, thấy gớm không nè? Dạ, mọi người kêu món ăn đi, dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ. Tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Tay ghé quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Nhớ lắm luôn à. Bố đủ nước làm tới hả? Thầy gốm thiệt đó trời ơi. Đi đâu tôi năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài, kiếm được. Đừng nhắc tới con người của bạn nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nghe. Mà chị em mình á, tình cảm tan vỡ. Đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, dạo này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè. Đám nào cũng bán hết trơn á. Dành dụm tiền bạc làm nên quán ăn Bé Lệ này nè. Ồ vậy hả? Ờ. Dành dụm tiền bạc làm món nhậu hả? Ờ. Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi? Để không? Cũng tỉnh sửa rồi. Mà nghĩ lại để hàm răng chống mà binh cô hồn. Trời ơi, dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền, học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não dụm cái. Lo diện đồ. Thôi trời ơi, cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa, style tôi là vậy? Sao kỳ vậy? bớt xỉa xói nhau lại. Tôi hết kéo sắt rồi, mềm mại là rồi. Chi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá à. Thôi nè, biết sao không? Người này có quán rồi, có nhà có cửa rồi, về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm, về già đó đâu có ai đâu mà lo. Đúng rồi, chỗ nương tựa. Đúng rồi, tôi tự xây cái quán nè để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê vậy bà cho tôi phụ bà đi, ở đây với tôi luôn nha. Hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. À cái gì bên đây? Vô đá. Ăn cái gì? Vô đá. Trời đất ơi, bà hãy đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao gì lớn là mà không biết suy nghĩ gì trời. Dâu đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy hả? Cái gì? Hả? Gì? Ung thư gì bậy bạ vậy? Dâu đá tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha, đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường, mua sữa đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, trên tôi hủ tiếu sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ơi, ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu mà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá luôn. Nó nói giỡn á. Đi về đi. Ê tính ra tôi hay quá. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kìa, tôi giúp quán, cái quán đang đông vui tự nhiên vắng hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè, làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai vậy? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Bữa trước ông Sáu á, bán cháo vịt nha, mới khai trương hôm qua ủng hộ một cái, bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán đó. Đi đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không? Tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Rằng im hay chưa? Biết rồi. Đây. Nè. Quán của cô Lệ. Em ghé đây đi. Em chào chị. Em chào chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè, ở đây tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt order báo. Ê, nó nghe nó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Đó. Đồ ở đây cô Lệ làm. Ăn gì? Im coi đồ uy tín lắm, ăn bột viên không? Ăn em ăn. Em ăn cái gì cũng được. Ăn gì cũng được. Từ từ đi. Mày chĩa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Vô đi, không có kêu món ăn giống như ăn thịt nhau vậy, muốn ăn thịt đâu ăn thịt tôi nè. Ăn thịt lay bóng sao? Đi. Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi, đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy, ăn sợ động môi động đũa, sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời em không ngờ con người anh thì ra anh kỳ thị với em đúng không? Anh sợ đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì. Không phải, ý của anh không phải là vậy chứ sao. Cho một tô đi. Thôi trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Thì ra bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kéo kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái thì cái mới có là trọt chút xíu rồi banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà có biết coi bói luôn? Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi bói bà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero? Ừ. Rồi, đây. Giờ hát đi, tôi bói hát bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu nó cũng ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là khuôn mặt, đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè, họa hổ, họa bì, nan, họa cốt, chi nhân, chi diện, bức, chi tâm. Họa hổ, họa bì, nan, họa cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn tri nhân, tri diện, bất tri tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ôi trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Tức sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục, có nghĩa là này, chi nhân, chi diện, bất chi tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mai mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ Khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa, bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ Khanh như vậy, tôi không biết, tôi chia tay anh, chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà gì ai bị chửi luôn. Tôi đó. Vừa vô xài xể tưởi tôi làm chi? Sao rồi nè, bác ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đỏ bà sang quán đi chứ bà kêu tôi về là một thiệt hồi lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá à. Cách đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, má ơi giúp con với. Ủa, Thím Hải Hùng mới tới hả? Má ơi giúp con với má ơi. Thím Hải Hùng, sao Thím tới đây vậy má ơi? Má giúp con với má ơi, nguy cấp lắm rồi. Mà cháu tranh trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má còn Thím Hải Hùng làm ba nha. Cái gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ gì? Vụ gì làm ba làm má? Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo gai trưa quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá đi ba má gì đây. Bây giờ thôi được rồi, thôi được rồi, để Thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà Thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ đồ nè Thím. Trời nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi vô thay đồ. Hai nè. Đi vô thay đồ nhanh đi Thím. Trời ơi thiệt khổ ghê đó. Trời ơi mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên cái thằng quỷ này. Đi qua cái cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tía ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Mày chưa nói hả? Vậy tao sai ok. Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa anh Hậu. Lan dạ con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Huỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. Ôi chà, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì vậy? Đẹp quá. Cái gì vậy? Ông đó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long. Nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặt dòng sông, quyết sống cuộc sống long bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng xong, tôi đã nói xong. Quốc ngựa chi phong. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh đây. Chiều sương hay là khói thuốc bay, anh không lại em nhủ lòng sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai mà sao không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đời một giây bắn một thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Hải Hùng. Bé Lệ. Đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. Ơi. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Vậy em ra đi. kêu con này có đẹp mang cướp bồ đi, cướp bồ. Ê, hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ở đây rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dấp. Ừ, dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi, rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự á là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. Sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh không bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn hả anh Phong? Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha anh Phong. Anh Phong, anh Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn yêu đương nhiên. Ông đã nhớ chưa? Ông cho cha quên đánh râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên gả con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ. Ai biết được. Người ta đuổi về cái ok đi về ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba. Không có về được đâu ba. Má, từ nhỏ đến lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má, dì ba. Dì bó tay được con à? Lan con, bác là bác chịu gả ăn hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, rồi không ấy đợi tới 10 năm mấy bà chết rồi. Đi về thì đúng thôi, thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu, đợi tới lúc đó anh Hậu ở thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao? Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok Lan, ok. Rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Làm xui. Xui. Vậy là đồng ý phải không ba má? Ok. Yes. Yeah. 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 Trời ơi, cái gì mà điên vậy? Tổ chức đám cưới cho nó đi. Nó đi đi, trời ơi, cưng quá à. Hai đứa đến với nhau đi. tại chị á, nuôi người ta nuôi một loài thôi, nuôi chi cho một đống loài. Trời ơi, có ai không? Có ai mà nuôi con cọp chung với con hươu không? Rồi lớn lên con cọp để ăn luôn con hươu à? Thôi em đừng có cãi chị. Mình là kiếp rắn, tu ngàn năm mới thành kiếp người. Bây giờ mình mở lớp dạy trẻ, mình phải thương trẻ, mình phải yêu trẻ, lo lắng cho trẻ, mình phải giúp ích cho đời, em hiểu chưa? Em biết rồi, thì em nghe lời chị nè. Em học theo cách của con người á. Em học cách của con người như thế nào nói cho chị nghe coi. Coi trên clip á, không ăn thì đánh. Coi trên clip hả? Dạ. Trời ơi, đánh dã man như vậy đó hả? Dạ. Em tàn nhẫn quá, vậy là em đâu phải là con người, em đâu phải là người tốt. Trời ơi, đánh các con dữ lắm hả các con? Dạ. Trời ơi, đánh các con của mẹ đau lòng quá. Trời ơi, suốt ngày cứ lo lên Facebook không à. Mê trai quá, bực mình quá, thôi để tôi đi chợ. Chị, cho em đi chợ đi, hôm nay muốn đi chơi. Chị. Ủa, đâu rồi, đâu rồi? Của tôi đâu rồi? Trời ơi, bực trời mình ơi. Quá. Trời thiệt ơi. Tình á. Tức ơi là tức gì đó. Các vậy? Con ơi ở nhà nha. Mẹ đi chợ về nấu cho các con ăn, tẩm bổ cho các con nha các con. Ở nhà lo cho con đi. Trời ơi tức quá mà, tức quá mà. Bực mình ghê luôn á. Đừng có manh động. Gặp gương mặt của ta thì cả ngàn người ai cũng phải khen ta đẹp cả. Con ngựa đẹp quá à. Ý nàng chê ta xấu đó phải không? Dạ không. Thì ta với nàng nồi nào úp dung nấy thôi. Nhưng mà nàng chưa nghe tên của ta đó thôi. Tên của ta thì gầm trời này ai cũng phải điều khiếp sợ hết. Tên chàng, tên chàng là gì? Ta họ Hứa. Nhũ danh là chi? Lèo. Hả? Hứa Lèo. Ôi, Hứa Lèo ca ca. Muội hên quá, không có quen thằng này. Trời đất ơi, nói tiếng bỏ đi à. Đứng lại. Nàng có phải là Thánh Sàm phải không? Đó không, lộn, mặt màu xanh mà. Thanh Sàm phải không? Ôi, chàng là ai? Chàng là ai mà biết tên ta? Hả? Không nhận ra ta hả? Bảo lai nè. Bảo lai cả đêm nè. Bảo lai cho ta phải không? Ôi trời ơi, tức quá. Nhớ rồi phải không? Không có nhớ. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Tại bạn Facebook nhiều quá sao nhớ hết nổi. À có, hai đứa mình có một đặc điểm nè. Ta có một đặc điểm là nàng sẽ nhận ra ta ngay. Đặc điểm gì? Tối hôm qua mới xin cái cạc á, nhớ không? À, hắc cô à, dạ. Lừa tiền, trời ơi, nghĩ sao có 20.000 lừa tiền ta. Lừa tiền. Bình tĩnh. Đế tiện, chuyện như vậy mà cũng dám làm nữa hả? Trời ơi, ta vì tình yêu thôi. Ta lừa 20.000 đó đó, đen chi. Để ta vô internet, ta nhắn tin cho nàng nè. À, thì ra cái tin nhắn mà hẹn hò là của chàng đó hả? Đúng vậy, nàng yên tâm đi. Tối nay hai đứa mình đi ăn. Nàng muốn kêu món gì, tha hồ dắt nàng đi ăn buffet luôn. Bây giờ thì ta đi không có được. Tại sao vậy? Ta bận rồi. Nàng bận cái gì? Tại vì á, ta phải đang canh những đứa con nữa. Hả? Đứa trẻ. Canh mấy đứa trẻ, nàng làm nghề gì? Ta làm nghề giữ trẻ. Hả? Nàng làm nghề giữ trẻ à? Xạo quá bà. Thiệt. Nãy giờ có thấy đứa nhỏ nào ở đây đâu la giữ trẻ? Đây nè, để tôi kêu cho. Các con ơi. Đây. Có khách nè, ra đây các con. Ra đây. Trời ơi. Đó. Rồi, một hàng ngang, xếp hàng, xếp. Quay qua trái, quay. Chào trai, chào. À. Trời đất ơi, sao nó lại tôi hết vậy trời? Ôi, nó dễ thương lắm, nó thích chàng quá đó mà. Ủa vậy đó hả? Xin phép nàng cho ta qua giao lưu với các con nha. Từ từ, con nít nó thấy người lạ nó sợ lắm, chàng phải bình tĩnh, giao lưu với em nè. Không phải, trời ơi, ta qua đây ta chơi trò chơi với mấy đứa con. Trò chơi? Ừ. Trò chơi gì? Cái trò này ta kêu là trò bịt mắt bắt cóc. Là quá vậy? Gì? Bịt mắt bắt cóc. À lộn, bịt mắt bắt dê. À, bịt mắt bắt dê. Ừ. Nghe nè, ở đây đâu có dê đâu mà bắt. Ê, không mấy mình chơi bịt mắt bắt em đi. Bắt em đó. Em như con heo mội mà bắt em sao chịu nổi. gì? Không ấy nàng, nàng bắt ta đi. À, chơi trò bịt mắt bắt anh hả? Đúng vậy. Ê, vui quá, vui quá, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Đừng. Hả? Đừng đạp lên cái khăn bịt mắt của nàng. Đó, ta sẽ bịt mắt nàng nha. Quay qua. Chuẩn bị nha. Rồi. Ta cột đó nha. Rồi. Khoan. Mấy đứa mình cùng một đội nha con. Có gì nhớ vỗ tay làm dấu cho cô biết cho mấy đứa. Dạ. Rồi chơi nè. Chạy vô. Cái gì vậy? Cô la gì vậy? Im hả? Ta lỡ bắt mấy đứa con của nàng đó mà. Ngu nè. Trời đất ơi, sư phụ tới lẹ quá vậy. Ta đã tới đây. Trời ơi, nhìn cái mặt sư phụ thấy chữ ác ma nó hiện rõ quá. Tao phải ghi như vậy, bởi vì ta sợ ta không nhận ra. Vậy đó hả sư phụ? Sao rồi, bắt được tụi nó chưa? Còn hốt hết vô trong lòng nè sư phụ ơi. Đây nè, tao nói cho mày nghe, tao ở bên kia tao qua đây tao nhờ mày kiếm giùm mấy đứa nhỏ. Dạ. Mày kiếm đúng cái catalog ta đặt hàng tao không? Y chang luôn sư phụ. Nè, có con cọp không? Có cọp 4 chân. Mà đặc biệt trong đây yêu cầu con cọp không được có vằn. Mày đem mấy con này vô mày tẩy lông nó hết cho tao đi. Trời đất ơi, cạo lông nó hết hả? Đặc biệt là một con loài rất là khó khăn. Con gì nữa? Con hươu cao cổ, mà đặc biệt cái cổ không được quyền cao. Trời ơi, ở đây có con hươu cao cổ không hả? Chặt cổ nó cho tao. Chặt cổ nó luôn hả? Rồi. Hả? Cái gì? Tại sao trong danh sách có tên con tao trong đó nữa? Để đưa nó vô đây chi? Con của sư phụ cũng là con nít, bắt đem mà bển bán luôn. Tao lau con tao phải chừa ra. Ủa chừa lại hả? Ừ. Đem tụi bay xuất khẩu hết. Thì ra ngươi dùng nam nhân kế để dụ dỗ bắt cóc mấy đứa con của ta hả? Đừng manh động. Ngươi là ai? Làm gì vậy? Ta con rắn tên Thanh Sa, mi gian ác, mi ham tiền, ham sang giàu, nên chơi liều đời mi sẽ tiêu điều. Thôi dừng tay, đừng nên làm sai. Ta yêu xa rắn tin tu thành người, quyết đem thần cứu. Chúc tên anh Đài xin minh sư phụ. Mình chưa có tiền đi chuyển giới đâu có kịp. Nó hát cái bài này làm tao nhớ quê tao quá. Dễ sợ hả? Sao vậy hả? Ngươi vô đây ngươi muốn đòi lại mấy đứa trẻ à? Mau thả mấy đứa nhỏ cho ta. Được, nếu muốn ta thả mấy đứa trẻ ra phải thi đấu cùng ta. Thi đấu? Đầu tiên thi trí tuệ. Trí tuệ. Thể lệ cuộc thi gồm có: bên tụi tao sẽ ra đề, nếu nhà ngươi không trả lời được, ngươi sẽ thua 1 đồng. Đúng. Còn ngược lại, mình thua là 10 đồng. Cái này chơi gì ngu hả mày? Sao ngu? Chơi gì lỗ 10 đồng chứ vậy? Trời ơi sư phụ, mình ra đề mà. À quên, mình ra đề mà. Mình muốn đứa nào thắng là đứa đó nó thắng à. Dĩ nhiên. Để ta. Câu hỏi đầu tiên, nghe kỹ đi. Hỏi đi. Câu này khó lắm đó. Ta đố ngươi. Ủa đi sư phụ. Ai là quán quân Cười Xuyên Việt đêm nay? Hả mày? 6 người ở dưới còn không biết, mày lấy tư cách gì mày biết? Tiền nè mày. 1 đồng mày. 1 đồng. Trời ơi lại liền. Câu hỏi tiếp theo. Hỏi đi cho kỹ đi. Câu này còn khó hơn câu trước gấp bội. Đó. Nghe kỹ nè. Nghe. Câu hỏi tiếp theo như sau. Dạ nói đi sư phụ. Ai là quán quân Cười Xuyên Việt đêm nay? Lịch sử lặp lại. Hỏi tới lần thứ hai mà vẫn dính. Ngu. 1 đồng mày. Ăn 1 đồng. Trời ơi lời quá sư phụ ơi. Câu hỏi thứ ba như sau. Câu thứ ba để cho ta đố. À được, nhưng mà ngươi không được đố cái câu ai là quán quân Cười Xuyên Việt đêm nay nữa. Đúng vậy. Ta sẽ đố câu khác. Đố đi. Quán quân Cười Xuyên Việt đêm nay là ai? Trời đất ơi. Hỏi 10 đồng. Tao không biết quán quân Cười Xuyên Việt đêm nay là ai, mà tao biết chắc đó không phải là mày. Đúng vậy. Gỡ vốn, gỡ vốn, gỡ vốn. Mày trả lời cho tao nghe câu đó đi. Trả lời mày. Đây. Là sao? Tao không biết. Hả? Thấy chưa? Cuối cùng mày cũng phải thua tao thôi. Cuối cùng tao vẫn là người chiến thắng. Sư phụ ơi hay quá. Ừ. Mình ăn nó 3 lần. Đúng rồi. Nó ăn lại mình 1 lần. Rồi sao? Mình lỗ 7 đồng. Ủa vậy quyết toán cuối năm tao lỗ hả? Dạ cái đó sư phụ lạnh. Không chơi trò này mày. Thua rồi. Chơi trò khác. Thua rồi. Chơi trò khác. Quánh lộn. Quánh lộn. Mau lên. Đây. 10. Ủa? Sao mình ta hai cây nó không có cây nào hết vậy? Sao kỳ vậy? Vậy mày làm quá nó thi chứ tao đâu có thi. Chụp. Vô. Đây. Dạ. 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 Mày luôn cho con thành cái nùi vẽ rồi nha con. Ta mày phải chết. Ta sẽ không chịu thua đâu. Gì? Được. Nó lại vậy. Ta sẽ giữ. Ta sẽ thử cái gì? Sử dụng viên ngọc ngày hàng năm của ta à. Tu luyện để cứu những đứa nhỏ. Đợi đây. Ta sẽ cứu các con. Dừng tay lại. Dừng tay lại. Dừng tay lại. Dừng tay lại. Đứng lại. Mày vô đây. Lớp này mày phải diễn chính kịch nha. Mày mà diễn hại con kia thua trắng luôn đó. Em hứa. Ừ. Các con ơi, các con ơi, mẹ sẽ cứu các con. Mẹ sẽ cứu các con. Các con ơi. Cưng ơi cứu chị luôn Cưng ơi. Rồi sao mà Cuối cùng nó vẫn diễn hài. Mày vẫn chết. Chị ơi, chị ơi, em sẽ cứu tất cả mọi người. Lỗi này là của em. Em sẽ phải cứu tất cả mọi người. Em sẽ sử dụng viên ngọc ngàn năm của mình để cứu tất cả trẻ em trên thế gian này. Nếu có phải hy sinh tánh mạng. Đừng có biết. Ngọc. Đâu viên ngọc đâu? Có không? Ta chưa thấy viên ngọc hiển linh. Kìa. Trời ơi. Viên ngọc của ta. Nó ơi ra viên ngọc. Sao nó thoát y vậy trời? Trời ơi nó ghê quá con sợ quá con xỉu trước. Ta sẽ cứu. Thà là một con rắn tốt. Thà là một con rắn có ích cho đời. Trời ơi. Còn hơn làm người xấu. Con rắn hay con khủng long vậy? Vậy? Trời ơi sao mà nó nằm rỗng vậy trời, nó không ra đây vậy? Trời ơi nó chết rồi. Trời ơi Thanh Sàm ơi là Thanh Sàm. Cô ơi cô, lúc trước cô hung dữ, con tưởng cô là người ác. Bây giờ cô anh xin tính mạng cho tụi con. Cô không phải là người ác nữa. Thanh Sàm ơi. Kiểu gì chỗ đang khóc mà kiểu gì trời. Thanh Sàm ơi. Trời ơi tôi khó vô tâm lý lắm má ơi. Em nè. Má Sàm. Không phải, không phải. Trời ơi chị ơi. Em nè. Em chết rồi mà. Không, em không có chết. Em chỉ hóa kiếp lại thôi. Nhưng mà chị ơi, em phát hiện rồi chị. Hả? Trời ơi, em mới phát hiện một điều quan trọng. Em không phải là con rắn. Hả? Chứ em là con gì? Em là con trăng. Trời, hèn chi tôi nhìn cái thay là tôi nghi lắm mà. Ủa mà sao kỳ vậy trời? Tự nhiên chị là con rắn mà em là con trăng. Không biết. Để chị về hỏi ba coi có giao lưu với bà trăng nào. Trời ơi. Gì? Ôi rồi hồi nãy là nhà nhả ra cái cục gì á? Cái đó là cái cục mỡ trăng. Cái gì? Mỡ trăng hả? Mỡ trăng kìa. Phun mỡ trăng sao cuối cùng tụi mình dính vậy? Hồi lúc đó con xỉu con có biết gì đâu. Chết cha mình diễn sâu quá. Đó khổ ghê. Hay quá các con ơi. Chị ơi. Hay quá. Hồi trước á em đã học sai phương pháp. Em đã chăm lo cho các bé không đúng. Bây giờ em sẽ là một con rắn tốt và em chăm lo cho các bé. Tụi mình cùng nhau dạy dỗ các bé nên người, yêu thương các bé như những bà mẹ các chị. Đúng rồi.